Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 190. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó cười nói, ta đang xem có phải ngươi là cường giả tuyệt thế đang ẩn mình không? Cô bé liếc hắn, vậy ngươi đã nhìn ra chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Cô bé gõ lên cái bát vỡ trước mặt, cho chút đi. Diệp Huyên ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hắn lấy ra một ít linh thạch cực phẩm để vào bát, sau đó nói tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Cô bé đề phòng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ cần chút linh thạch thôi, chứ không phải bán thân. Diệp Huyên cạn lời, ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cô bé bĩu môi, nhìn ngươi không giống chính nhân quân tử gì cả. Diệp Huyên. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, hình như mưa tạnh rồi. Nói xong, cô bé bèn muốn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo cô bé, hắn nghiêm túc nói, ngươi cho ta biết, có phải ngươi là cường giả không? Cô bé chớp mắt, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên nói với giọng điệu nghiêm túc, trực giác cho ta biết là ngươi phải. Không thể trách hắn có trực giác này được, từ trước đến giờ, chỉ cần là cô bé trông không được bình thường hay ông lão quét sân mà hắn gặp được gần như đều là cường giả ngầm. Còn có những cô gái đọc sách nữa. Đương nhiên là trừ đệ nhị tiên kia ra. Có vài người cầm sách là đọc thật, là lợi hại thật, còn có vài người chỉ cầm sách để giả vờ thôi. Cô bé lặng lẽ đến gần Diệp Huyên, chớp mắt ta là cường giả. Dứt lời, cô bé cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi, ngươi tuyệt đối không được cho người khác biết đó. Nói xong, cô bé cười hí hởn, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái đã đi xa, chợt nói, cô bé, ta tên Diệp Huyên, làm quen nhé. Cô bé đó vẫy tay, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Diệp Huyên thầm nói, tiểu tháp, ngươi có nhìn ra thực lực của cô bé này không? Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi từng ở bên cạnh phụ thân mà ngươi lại không nhìn ra ư. Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy cô nhóc này không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, không đơn giản chỗ nào? Tiểu tháp đáp, không biết. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Bây giờ, hắn đang cảm thấy áp lực như núi. Yêu giáo. Hắn vốn muốn đến yêu giáo lén lút giết chết mấy con yêu thú trụ tâm cảnh, sau đó nâng cao thực lực bản thân, nhưng bây giờ xem ra nếu hắn đến yêu giáo, e rằng sẽ có đi mà không có về. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi đau đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu đấu với một cường giả trụ tâm cảnh tầng 4 thì có 7-8 phần khả năng chiến thắng, nhưng nếu là hai cường giả thì thật sự không chống nổi. Còn nếu là tầng 5, thì hắn càng không phải đối thủ của đối phương. Quá áp lực. Lúc này, thần chiêu chợt lên tiếng, ngươi chỉ là muốn vũ trụ chi tâm thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thần chiêu nghiêm túc nói, vậy ngươi có thể đi mua. Diệp Huyên nhíu mày, đi mua. Thần chiêu đáp, đúng thế. Nhưng ngươi phải đi đến yêu thần giới, nơi đó vô cùng sầm uất, chỉ cần ngươi có nhiều tinh mạch thì cái gì cũng có thể mua được, kể cả vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên trầm giọng nói, người khác cũng có thể nuốt chửng vũ trụ chi tâm à. Thần chiêu nói, gần như là không thể, vì việc nuốt chửng vũ trụ chi tâm có yêu cầu rất lớn về thân thể và huyết mạch, thân thể của ngươi rất đặc biệt, huyết mạch cũng thế. Vì vậy ngươi mới có thể nuốt chửng được. Còn người khác dù có thể nuốt chửng thì hiệu quả vẫn thua xa ngươi. Có điều vũ trụ chi tâm vô cùng quý giá, vì có rất nhiều tác dụng, có thể dùng để duy trì trận pháp, có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể dùng để hấp thu như tinh mạch, vũ trụ chi tâm cảnh giới càng cao thì càng quý giá. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thần chiêu nói tiếp, nếu ngươi đi đến yêu thần giới thì sẽ rất nguy hiểm, vì một khi tiến vào nơi đó, ngươi có thể sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Diệp Huyên cười đáp, đây chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn bèn giấu đi hơi thở của bản thân, sau đó lại nhờ tiểu tháp che giấu giúp mình. Dù tiểu tháp không giỏi đánh nhau, nhưng chức năng phụ trợ vẫn tạm được. Một lát sau, Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, đích đến là yêu thần giới. Yêu thần giới. Vì có kiếm Thanh Huyên, cho nên không mất bao lâu, Diệp Huyên đã đi tới yêu thần giới. Yêu thần thành.
Sau khi đi tới thành chính yêu thần thành của yêu thần giới, Diệp Huyên cảm thấy rất kinh ngạc. Đây có thể nói là tòa thành lớn nhất, khí thế nhất mà hắn từng gặp, tường thành cao trên trăm trượng, đứng từ dưới tường thành nhìn lên, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thỉnh thoảng trước cổng thành có yêu thú khổng lồ đi ngang qua, dù yêu thú tu luyện đến trình độ nhất định có thể biến thành người, nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều thích biến thành người. Mà Diệp Huyên phát hiện, ngoài yêu thú còn có vài nhân loại và chủng tộc khác. Lúc này, thần Chiêu nhẹ giọng nói, yêu thần giới này đúng là không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu tán thành, yêu thần giới này đúng là không đơn giản, đây đúng là một thế lực siêu cấp. Mà hắn còn thấy khá tò mò với giáo chủ thần bí của yêu giáo kia. Thần Chiêu cất lời, đi vào thành làm quen hoàn cảnh trước đi. Diệp Huyên gật đầu, sau khi vào thành, Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, trong thành rất rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa bên trong có rất ít kiến trúc, rõ ràng yêu thú đều không thích ở nhà. Nhưng nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt nói, thần Chiêu, cô nói xem nếu mang cái tiểu tháp này của ta đi đấu giá thì có thể bán được bao nhiêu tinh mạch. Tiểu tháp. Bán tiểu tháp. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, thần Chiêu im lặng một lúc rồi nói, vô giá. Vô giá. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Thần Chiêu trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự lấy đi bán thì sẽ khiến vô số cường giả phải điên cuồng. Chức năng tu luyện đáng sợ của tiểu tháp đủ để khiến bất cứ một ai điên cuồng. Đáng sợ đến mức không thể miêu tả bằng lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiểu tháp, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn. Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, tiểu chủ, ngươi chỉ cần làm một con người là được. Nói thật, người mà làm màu thì còn đáng sợ hơn cả chủ nhân nữa. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới trước một tòa đại điện. Tiên Bảo Các. Đây là thương hội lớn nhất ở yêu thần giới, chỉ có một câu nói có thể miêu tả thương hội này, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể muốn được ở đây. Diệp Huyên vừa tiến vào Tiên Bảo Các, đã có một cô gái thanh tú nghênh đón, cô gái khẽ mỉm cười. Cư xử có chừng mực, quý khách muốn bán hay mua? Diệp Huyên cười đáp, mùa ồ, cô gái cười nhẹ nhàng, mời quý khách đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi vào trong. Diệp Huyên đi theo sau cô gái đến một phòng riêng sang trọng, sau đó lập tức có người bưng linh trà thượng hạng lên. Cô gái ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, cười nói, quý khách xưng hô thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, Dương Huyên. Cô gái cười nói, Dương công tử. Ta tên là A Thiến, không biết Dương công tử muốn mua cái gì. Diệp Huyên đáp, vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm. Cô gái sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, có không? Cô gái gật đầu, có, nhưng nó rất đắt. Diệp Huyên hỏi, đắt đến mức nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, 800 tinh mạch. 800 tinh mạch. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên lập tức giật giật. Mẹ ơi! Bây giờ hắn chỉ có tổng cộng khoảng gần 700 tinh mạch, đây là tất cả tài sản của hắn rồi. Hơn nữa còn là nhờ Chu Tân cho hắn 500 sợi, nếu không, ngay cả 700 sợi mà hắn còn không có. Hắn chợt phát hiện mình rất nghèo. Cô gái đột nhiên cười nói, công tử, nếu công tử không đủ tinh mạch thì ta vẫn còn một cách. Diệp Huyên nhìn cô gái bằng ánh mắt tò mò, cách gì? Cô gái đáp, vay. Diệp Huyên sửng sốt, vay, là thế nào? Cô gái cười giải thích, rất đơn giản, có nghĩa là công tử trả trước 50% tiền hàng, tinh mạch còn lại thì trả theo giai đoạn. Trả theo giai đoạn. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn có thể như thế nữa à? Cô gái khẽ mỉm cười, có thể, nhưng chúng ta sẽ thu thêm một ít lãi và tiền dịch vụ. Nói cách khác, tổng số tiền phải trả không chỉ là 800 tinh mạch. Tôi tính sơ qua thì tổng cộng phải trả khoảng 900 tinh mạch. Lãi là 100 tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, mẹ kiếp, cảm giác quen thế nhỉ? Diệp Huyên hơi tò mò, sao thế? Tiểu tháp hờ hững đáp, không có gì. Diệp Huyên. Lúc này, A Thiến lại nói, đương nhiên nếu Dương công tử có thể mua trả một lượt cũng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Cũng không cần phải trả thêm lãi suất. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, các người không sợ có người vay không trả à? A Thiến chớp mắt, không sợ. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ đến sau.
A Thiên đứng dậy, sau đó cười nói, Dương công tử đi thông thả. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dù lúc đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đã hơi thay đổi rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, có phải nàng ta cho rằng ta mua không nổi không? Tiểu Tháp nói, người vốn mua không nổi. Diệp Huyên ngồi im lặng trong phòng riêng. Hắn không ngờ một viên vũ trụ chi tâm lại đắt đến thế. Phải làm sao đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, có phải người muốn cướp không? Diệp Huyên đen mặt, ta là người như thế sao? Tiểu Tháp nhẹ nhàng nói, người không phải con người. Diệp Huyên không nói nhảm với Tiểu Tháp nữa, hắn rời khỏi Tiên Bảo Các. Nhưng nhớ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch xuất hiện trong tay hắn. Vũ trụ thư. Từ sau khi lấy được vũ trụ thư, hắn chưa từng sử dụng nó, vì thế, hắn cũng không biết rốt cuộc vũ trụ thư này có tác dụng hay không. Lúc này, Thần Chiêu ngạc nhiên nói, vũ trụ thư. Diệp Huyên cười hỏi, cô biết vũ trụ thư này à? Thần Chiêu nghiêm túc đáp, đó là bảo vật siêu cấp của nguyên vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể giết chết trụ tâm cảnh không? Thần Chiêu nói, có thể, nhưng ta không biết giới hạn của nó là bao nhiêu, ngươi có thể thử xem sao. Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư trước mặt, hắn thoáng do dự, có nên lấy hắn ra thử không? Một lát sau, Diệp Huyên mở vũ trụ thư, sau đó viết hai chữ lên trên, Dương Diệp. Người đàn ông áo xanh. Tiểu Tháp. Vừa mới viết xong, vũ trụ thư rung lên, một khắc sau, nó chợt bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng đưa vũ trụ thư vào lại trong Tiểu Tháp. Sau khi đưa vào trong, ngọn lửa xung quanh vũ trụ thư mới dần biến mất. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, Tiểu Tháp, nó không sao chứ? Tiểu Tháp lạnh nhạt đáp, không sao. Chỉ suýt bị đốt sạch thần hồn mà thôi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, tạm thời người tốt nhất đừng nên khiêu chiến quyền uy của chủ nhân. Diệp Huyên im lặng. Thực lực của phụ thân vẫn sâu không lường được như thế. Lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ chợt dâng lên từ nơi chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía đó, có người bên cạnh chợt nói, sao hôm nay tứ đại điện lại phái ra nhiều cường giả thế? Nghe nói có một kiếm tu sẽ dẫn người đến yêu giáo quyết chiến một trận. Mẹ kiếp, quyết chiến với yêu giáo, kiếm tu đó nghiêm túc à? Có lẽ là nghiêm túc, nếu không, bốn đại điện cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như thế. Hơn nữa, ta nghe nói điện chủ cổ yêu điện cũng đích thân ra mặt rồi. Kiếm tu kia có lai lịch gì? Không biết, nhưng chắc là rất mạnh, nếu không sao có thể dám tuyên bố đến yêu thần giới được. Đi đi, đi xem thử, nhất định phải gặp mặt kiếm tu ngông cuồng kia. Trong thành có vô số cường giả đi đến cổng thành. Sau khi nghe thấy lời của những cường giả kia, Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp cất lời, tiểu chủ, đi không? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, có thể đi à? Tiểu Tháp hơi do dự, sau đó nói, nếu không đi thì mất mặt lắm. Diệp Huyên nhún vai, dùng sao ta cũng không còn thể diện gì được. Còn sợ mất mặt gì chứ? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Tháp. Trên tường thành. Lúc này, bên trên tập trung rất nhiều cường giả cổ yêu điện, chẳng những thế, cường giả của ba điện còn lại cũng đang ẩn mình trong bóng tối. Sẵn sàng đón địch. Không thể coi thường. Vì điện chủ của bốn điện vẫn khá xem trọng lời nói của Vân Xuyên. Vân Xuyên đứng im trên tường thành. Trước mặt hắn ta còn có một người đàn ông trung niên, trên đầu ông ta có một cái sừng. Người này chính là Khôi Thần Điện chủ cổ yêu điện. Khôi Thần nhìn về phía xa với nét mặt bình tĩnh, hắn sẽ đến chứ? Vân Xuyên gật đầu, chắc chắn sẽ đến. Người này là một kiếm tu, thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khôi Thần gật đầu. Mọi người chuẩn bị đón địch. Từ mặt trời mọc đến giữa ngày, cuối cùng từ giữa ngày đến mặt trời lặn. Nhưng Diệp Huyên vẫn không xuất hiện. Lúc mặt trời lặn xuống, sắc mặt Vân Xuyên hơi khó coi. Đừng nói là tên này bị lạc đường đấy. Đến tối, Diệp Huyên vẫn không tới.
sắc mặt của cường giả trên tường thành và bên trong thành trở nên kỳ lạ. Còn sắc mặt Vân Xuyên thì ngày càng khó coi. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc, vạn vật sống lại. Nhưng Diệp Huyên vẫn không đến. Khôi thần trên tường thành quay đầu nhìn Vân Xuyên, Vân Xuyên nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, tên này định lật lọng à. Lúc này, Khôi thần chợt nói, Vân Xuyên, ta rất thất vọng, cũng rất tức giận. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Các cường giả yêu giáo trên tường thành cũng đồng loạt rút lui. Chẳng mấy chốc, trên tường thành chỉ còn lại Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn chân trời xa xôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu, không thể nào, một vị kiếm tu mạnh như thế tuyệt đối không thể nuốt lời được, chẳng lẽ thật sự lạc đường rồi. Mọi người trong thành cũng giải tán. Bàn tán xôn xao. Đều đang bàn tán vì sao vị kiếm tu kia lại không đến. Là sợ. Hay là lạc đường. Yêu thần thành lập tức trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu giáo bắt đầu dốc toàn lực truy nã Diệp Huyên. Lần này Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, khiến yêu giáo rất tức giận, chưa từng có ai dám trêu đùa bọn họ như vậy. Không lâu sau đó, nhân viên tình báo của yêu giáo lần lượt rời khỏi yêu thần giới, đi tìm Diệp Huyên. Mà bọn họ đều không biết Diệp Huyên đã ở yêu thần thành rồi. Một nơi khác. Trong một tinh không không rõ nào đó, cả hai ông lão đang không ngừng xé rách tinh vực thời không, khoảng 2 canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở thiên giới. Hai người đều có cảnh giới trụ tâm tầng 6. Hai ông lão đưa mắt nhìn xung quanh, ông lão bên trái nhẹ giọng nói, đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã biết mất. Một lát sau, bọn họ đi thẳng tới thiên gia Chu tộc. Khi hai người đi đến Chu tộc, tộc trưởng Chu Tân lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Chu Tân nhìn bọn họ bằng nét mặt cực kỳ đề phòng. Sâu không lường được. Đây là cảm giác hai người mang đến cho nàng. Mà bây giờ thực lực của nàng như thế, người có thể mang đến cho nàng cảm giác này có thể là người bình thường sao? Ông lão bên trái quan sát Chu Tân, sau đó khẽ mỉm cười, chào cô nương, chúng ta không có ác ý, đến đây chỉ muốn hỏi thiếu chủ của chúng ta ở đâu. Chu Tân nhíu mày, thiếu chủ của các ông. Ông lão bên phải chen miệng vào, Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Nghe vậy, Chu Tân sửng sốt, Diệp Huyên. Hai ông lão gật đầu. Chu Tân nhìn hai người, nét mặt dần trở nên kỳ lạ. Ông lão bên trái hiền lành hỏi, cô nương, theo chúng ta được biết thì lúc trước cậu ấy ở đây đúng không? Chu Tân gật đầu, lúc trước hắn đúng là ở đây, nhưng hắn đi rồi. Hai ông lão nhìn nhau, sau đó, người bên trái do dự một lát rồi hỏi, cô nương, lúc thiếu chủ rời đi có để lại cho cô cái gì không? Chu Tân nhíu mày, để lại cái gì? Ông lão bên trái mỉm cười đáp, ví dụ như người gỗ nhỏ ấy. Chu Tân lắc đầu. Hai ông lão nhìn nhau, ông lão bên trái lại nói, vậy xin cáo từ. Nói xong, bọn họ muốn rời đi. Lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, nếu hắn để lại người gỗ cho ta thì chứng tỏ điều gì? Ông lão thoáng do dự, sau đó giải thích, chủ mẫu có lệnh, nếu thiếu chủ có để lại người gỗ cho cô nương thì đồng nghĩa với việc cô nương là thiếu chủ mẫu của chúng ta sẽ dẫn cô nương rời khỏi đây, đi tới huyên giới mà chủ mẫu mở ra cho thiếu chủ. Ở đó, cô nương sẽ được nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất toàn vũ trụ. Nói xong, hai người dứt khoát rời đi. Chu Tân, mấy nghìn lá bùa. Nhìn thấy những lá bùa trong tay Dương Niệm Tuyết kia. Sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lập tức sầm xuống. Uy lực của những lá bùa kia không hề tầm thường, nàng ta cũng không dám xem nhẹ. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, tiểu tháp, đưa tiểu chủ của ngươi vào trong chữa thương đi. Tiểu tháp nhanh chóng thu Diệp Huyên đang suy yếu vào trong tháp. Dương Niệm Tuyết nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, vẻ mặt vô cảm, ta vốn không quá muốn dùng những tấm bùa này, bởi vì trước đây cha từng nói ta chỉ biết dựa vào mỗi ngoại vật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nữ nhân, nào, để ta xem ngươi đánh nhau giỏi đến cỡ nào. Dứt lời, nàng mở tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay lên. Xoẹt! Một tia kim quang xé rách bầu trời. Phía xa xa, cô gái đeo giỏ trúc vô cảm đấm ra một quyền. Tia kim quang kia lập tức bị đánh vỡ, nhưng một khắc sau, lại có một vệt kim quang khác lao nhanh đến. Cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày lại,
Nàng ta chậm rãi nhắm mắt, một khắc sau, thân thể nàng ta liền trở nên hư huyễn. Trảm quá khứ. Khi thấy thân thể cô gái đeo giỏ trúc trở nên mờ ảo, Dương Niệm Tuyết ở phía xa cũng híp mắt lại, một khắc sau, nàng xòe tay ra, một chiếc gương cũ kỹ xuất hiện trong tay nàng. Nàng vung tay, chiếc gương bỗng bay lên trên đỉnh đầu nàng, tiếp đó, một chùm ánh sáng quỷ dị lập tức bao phủ lấy cơ thể Dương Niệm Tuyết. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể Dương Niệm Tuyết trở nên hư huyễn. Mà đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, nàng ta híp hai mắt lại, ngươi không ở trong quá khứ. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nói, biết đây là kính gì không? Đây là kính thần thời không, nếu được nó soi chiếu, trừ tam kiếm ra, không ai có thể chém được quá khứ và dò ra tương lai của ta cả. Cô gái đeo giỏ trúc liếc mắt nhìn thần kính thời không trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải lại, một khắc sau, nàng ta đột nhiên lao về phía trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết, mà đối diện với nàng ta là một đống bùa chú lớn nhỏ. Dương Niệm Tuyết điên cuồng ném bùa ra, từng lá rồi từng lá, trong nháy mắt, khắp tinh hà này đã sục sôi rồi bốc cháy lên. Dưới sự bắn phá liên tục từ bùa chú của Dương Niệm Tuyết, cô gái đeo giỏ trúc kia cũng bị đẩy lùi lại không ngừng. Những tấm bùa kia không hề tầm thường, uy lực của chúng cực kỳ lớn, tất nhiên quan trọng hơn là Dương Niệm Tuyết có quá nhiều bùa. Khoảng một phút sau, bùa chú trong tay Dương Niệm Tuyết đã ngày càng ít đi. Mà sắc mặt của nàng cũng đang càng lúc càng nghiêm lại. Tuy những lá bùa này có thể đẩy lùi cô gái đeo giỏ trúc, nhưng cũng không thể giết chết đối phương được. Không bao lâu sau, Dương Niệm Tuyết cuối cùng cũng dùng đến lá bùa cuối cùng, mà lá bùa này cũng bị cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa phá nát một cách dễ dàng. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, còn nữa không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, hết rồi. Cô gái đeo giỏ trúc lạnh lùng nói, vậy ngươi nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời, nàng ta liền vọt về trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết, quyền thế khổng lồ nháy mắt ập đến Dương Niệm Tuyết. Phía xa xa, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng bình tĩnh, lúc cô gái đeo giỏ trúc đã lao đến trước mặt nàng, nàng đột nhiên mở tay ra, một tòa tiểu điện xuất hiện, tích tắc sau, bên trong cung điện nhỏ kia đột nhiên có một luồng kiếm quang phóng ra. Cô gái đeo giỏ trúc lập tức bị luồng kiếm quang kia chém bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có một vết kiếm chém sâu hoắm. Nhìn thấy vết thương trên tay mình, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, lúc này đây, tòa tiểu điện trong tay Dương Niệm Tuyết đột nhiên chậm rãi bay lên, lúc nó bay được đến giữa tinh không thì bỗng đón gió căng phồng lên, sau đó hóa thành một tòa đại điện. Phía trên cửa điện có hai chữ lớn, kiếm điện. Kiếm điện. Cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày, đây lại là thần vật gì? Dương Niệm Tuyết vô cảm đáp, kiếm điện. Kiếm điện. Cô gái đeo giỏ trúc lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Dứt lời, nàng ta lại vọt về trước, tung quyền về phía Dương Niệm Tuyết, cú đấm này được bao bọc bởi một vầng sáng chói rực tựa mặt trời. Lúc cú đấm này được tung ra, tinh không vô tận nơi đây lại lần nữa sôi trào lên. Lúc này, tòa kiếm điện trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, sau đó chém lệch xuống từ trên không trung. Xoẹt! Luồng quyền mang kia lập tức bị thanh kiếm chém nát. Trong mắt cô gái đeo giỏ trúc ánh lên một tia sáng lạnh, không hề lùi bước mà còn tiến lên lại, một lần nữa tung quyền đánh về phía thanh kiếm đang chém tới kia. Một kiếm một quyền va chạm rồi nổ tung. Thanh kiếm kia bị đánh bay, còn cô gái đeo giỏ trúc cũng bị chém lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi cô gái đeo giỏ trúc dừng lại, nàng ta nhìn xuống cánh tay phải của mình, nó đã bị chém nát. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày chặt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn kiếm điện ở phía trên Dương Niệm Tuyết, thanh kiếm vừa nãy đã quay về lại trong kiếm điện. Dương Niệm Tuyết nhìn cô gái đeo giỏ trúc, còn đánh nữa không? Cô gái đeo giỏ trúc liếc mắt nhìn Dương Niệm Tuyết, rất nhiều thần vật. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng là không ít. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên nói, cũng chỉ là ngoại vật. Nói xong, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, nàng ta chắp tay ở trước ngực. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết híp mắt lại, nàng bấm quyết bằng hai tay, trong miệng nhẩm đọc kiếm quyết. Đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên mở hai mắt ra, nàng ta bước tới trước một bước. Vừa nhấc chân lên,
linh hồn của nàng ta đột nhiên thoát ra, một khắc sau, thân thể nàng ta nhanh chóng biến thành từng luồng tàn ảnh, không chỉ thế, ngay cả linh hồn cũng phân ra thành từng luồng hư ảnh. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết đã cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, nàng trợn trừng hai mắt chém. Dứt lời, bên trong tòa kiếm điện đột nhiên có 10 thanh kiếm bay ra. Xoẹt 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 xoẹt. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang tuôn ra như thác đổ, nhấn chìm vô số tàn ảnh của cô gái đeo giỏ trúc. Nhưng một khắc sau, vô số kiếm quang kia đột nhiên bị phá vỡ, ngay sau đó, 10 thanh kiếm đồng thời bị đánh bay, cùng lúc ấy, một tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt Dương Niệm Tuyết, trong mắt Dương Niệm Tuyết co rụt lại, nàng vội vàng xòe tay phải ra, một tấm khiên màu đen xuất hiện, nhưng chiếc khiên chưa kịp xuất hiện thì đã có một cánh tay bóp chặt lấy cuống họng của nàng. Cô gái đeo giỏ trúc nắm chặt lấy cổ họng Dương Niệm Tuyết rồi vung lên dập xuống. Ầm. Thân thể Dương Niệm Tuyết trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Tuyết chỉ còn ở thể linh hồn, còn thần vật nào không? Nói xong, nàng ta chậm rãi dùng sức vào tay phải. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện phía sau nàng ta, cô gái đeo giỏ trúc đành buông Dương Niệm Tuyết ra rồi xoay người thúc khuỷu tay một cái. Ầm. Kiếm bị đánh bay. Mà trước mặt nàng ta không xa là một người đàn ông. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đây đã khôi phục được thân thể, linh hồn cũng đã bình phục. Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc, ta đầy bình máu lại rồi nè. Nói xong, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất. Phía xa, cô gái đeo giỏ trúc dương ngang cánh tay chặn lại. Ầm. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị chặn ngang. Nhưng chỉ sau một khắc, một thanh kiếm khác lại chém đến. Cô gái đeo giỏ trúc chỉ một ngón tay ra. Ầm. Thanh kiếm kia liền bị phá nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đến bên cạnh Dương Niệm Tuyết, hắn nhìn Dương Niệm Tuyết đã vô cùng suy yếu, tỷ tỷ, không sao chứ? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không sao, chỉ suýt chết mà thôi. Diệp Huyên khẽ nói, xin lỗi. Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, lão đệ. Đừng nói chuyện nữa. Nghĩ cách đối phó người phụ nữ này đi. Diệp Huyên xoay người nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, không thể không nói, đây là cường giả kinh khủng nhất hắn từng gặp. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, thân thể nàng ta bỗng chậm rãi bay lên, trong nháy mắt, vô số sức mạnh thần bí từ bốn phía hội tụ lại rồi tràn vào trong cơ thể nàng ta. Diệp Huyên cau mày lại, người phụ nữ này định xuất đại chiêu. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên ở phía xa, chậm rãi siết tay phải lại. Răng rắc. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô gái đeo giỏ trúc xuất hiện vô số tia sấm, đám sấm này vừa xuất hiện đã kéo theo một luồng thế khổng lồ ập xuống khắp bốn phía chân trời. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, sau đó dẫn hắn biến mất tại chỗ. Không thấy đâu nữa. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc sửng sốt, vậy là chạy trốn rồi à? Chẳng mấy chốc, nàng ta đã khẳng định được Diệp Huyên chạy trốn rồi. Sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lạnh đi, đang đánh mà tự dưng bỏ chạy. Một khắc sau, cô gái đeo giỏ trúc trực tiếp thời không trước mặt mình. Diệp Huyên lợi dụng kiếm Thanh Huyên để trở về Tiên Bảo Các, nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt của hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các Vô Tiên lập tức trở nên khó coi. Chuyện của Diệp Huyên và cô gái đeo giỏ trúc lão đã biết, mà sở dĩ lão không đi giúp Diệp Huyên là bởi vì lão có quen biết với cô gái đeo giỏ trúc này. Cô gái đeo giỏ trúc được xưng là một trong ba người phụ nữ mạnh nhất chung thế giới. Bởi vậy lão mới quyết định giả ngu, không dẫn người đi giúp Diệp Huyên. Diệp Huyên là ai? Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Vô Tiên thì đã biết đối phương nghĩ gì rồi. Rất hiển nhiên, tuy hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, nhưng đối phương cũng không bằng lòng chỉ vì hắn mà phải đi đối địch với cô gái đeo giỏ trúc. Diệp Huyên cười nói, Vô Tiên hội trưởng, ta tới đây không phải bảo các người đối địch với cô gái đeo giỏ trúc đâu, ta muốn các ông bảo vệ một món đồ giúp ta thôi. Vô Tiên vội hỏi, vật gì? Diệp Huyên xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, người định làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp. Ngươi và tỷ tỷ đều bị thương rất nặng, các ngươi cần chữa thương trước,
nhất là tỷ tỷ, thân thể nàng đã bị hủy rồi, linh hồn còn bị trọng thương. Tiểu Tháp nói ngay, tiểu chủ, ta muốn đồng sinh cộng tử với người. Diệp Huyên trầm giọng nói, nghe lời. Nói xong, hắn lập tức đưa Tiểu Tháp vào tay Vô Tiên, sau đó xoay người ngự kiếm bay đi, nhưng hắn vừa rời khỏi Tiên Bảo Các thì cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong điện, Vô Tiên nhìn Tiểu Tháp trong tay, trầm mặc không nói gì. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở sau lưng lão, ông ta nhìn cô gái đeo giỏ trúc và Diệp Huyên ở phía xa rồi hỏi quyết định là không giúp. Vẻ mặt Vô Tiên bình tĩnh, ngươi là đối thủ của Đạo Huyền Nhất à? Đạo Huyền Nhất chính là tên của cô gái đeo giỏ trúc. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Vô Tiên nhẹ giọng nói, tuy tịch huyền đạo đã bị diệt, nhưng Đạo Huyền Nhất vẫn còn sống. Nếu chúng ta ra tay, nói không chừng cô gái này sẽ thẳng tay giết sạch chúng ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hắn có lệnh huyền thiên. Vô Tiên lắc đầu, giả ngu đi. Nói rồi, lão do dự một lúc, dù sao các chủ đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Chấm chấm chấm. Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở trước mặt, hắn không hề phí lời mà quyết định thiêu đốt thân thể ngay. Khí tức của Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Diệp Huyên bắt đầu thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt huyết mạch phong ma. Trong khoảnh khắc hắn lựa chọn thiêu đốt huyết mạch phong ma đó, một luồng sát ý cùng tàn nhẫn đến từ sâu thẳm trong huyết mạch đột nhiên tăng vọt, tràn vào thức hải của hắn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên lập tức hóa thành một biển máu. Hoàn toàn phong ma. Lần này, hắn không giả bộ nữa. Bởi vì lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Huyết mạch phong ma. Sau khi tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma, khí tức của Diệp Huyên nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên. Lúc này đây, trong phạm vi mấy triệu dặm đều cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ kinh khủng. Những cường giả nấp trong bóng tối ở xung quanh cũng đều thấy vô cùng khiếp sợ, đây là huyết mạch gì? Sao lại kinh khủng đến thế? Bên trong Tiên Bảo Các, Phù Tiên nhìn Diệp Huyên giờ khắc này đã đỏ chót toàn thân đứng ở phía chân trời, lão im lặng không nói gì. Bây giờ cả lão cũng thấy khiếp sợ trong lòng khi thấy thực lực của Diệp Huyên, lão không ngờ rằng Diệp Huyên này lại có thể đánh với Đạo Huyền Nhất lâu đến vậy. Đạo Huyền Nhất nhường à? Tất nhiên là không. Không đơn giản. Trong mắt Phù Tiên ánh lên một tia phức tạp, lão biết Diệp Huyên có thể được các chủ tán thành thì chắc chắn không đơn giản, nhưng lão cũng không dám lấy cả phân hội Tiên Bảo Các ra đánh cược. Một khi cược thua, không chỉ người chết, mà phân hội Tiên Bảo Các này cũng sẽ biến mất theo. Không đánh cược được. Chấm chấm chấm. Ở chân trời phía xa xa, Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng nàng ta đã chậm rãi siết tay phải lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, hai mắt hắn bây giờ tựa biển máu, sát ý ngập trời. Xung quanh, những cường giả kia dồn dập thối lui. Bởi vì bọn họ phát hiện sát ý của Diệp Huyên có thể ăn mòn thần trí của bọn họ. Phía chân trời, Diệp Huyên không hề phí một lời nào, chỉ đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đỏ lòm lóe lên giữa tinh không. Bên trong chiêu kiếm này xen lẫn sát ý cùng lệ khí vô cùng vô tận. Đạo Huyền Nhất vẫn vô cảm, nàng ta bước ra trước một bước, đấm một quyền về phía Diệp Huyên, cú đấm này khiến mọi thứ xung quanh đều tiệt diệt. Quyền thế khổng lồ khiến cả chung thế giới đều phải rung lên. Hai người đều chọn cách đối đầu trực diện. Một mảng kiếm quang màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát từ nơi chân trời. Ngay sau đó, hai người đồng thời thối lui, nhưng Đạo Huyền Nhất chỉ lui mấy trăm trượng đã ngừng lại, mà Diệp Huyên thì phải thối lui đến tận mấy nghìn trượng. Đạo Huyền Nhất liếc nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Huyền Nhất nhíu chặt mày lại. Nàng ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa khí tức của Diệp Huyên còn đang ngày càng mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, một khắc sau, nàng ta đột nhiên biến mất một cách rất quỷ dị. Chợt, Đạo Huyền Nhất xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi tung một cước thẳng xuống, cú đá này vừa hạ xuống, mảnh thời không xung quanh nàng ta cũng bị lõm vào theo. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cước kia đá thẳng vào trong vực sâu thời không vô tận,
mà khi hắn vừa dừng lại được, một tàn ảnh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn, tiếp đó, một cú đấm mang theo quyền thế cùng lực lượng khổng lồ ập thẳng đến đầu hắn, như muốn nghiền nát Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên không chọn né tránh mà là xoay kiếp đâm thẳng vào bụng của Đạo Huyền Nhất. Nhưng Đạo Huyền Nhất cũng chọn cách đối đầu trực tiếp. Oanh, xoẹt, thân thể Diệp Huyên lập tức vỡ tung, linh hồn cũng bị hất thẳng về phía sau mấy vạn trượng. Mà kiếm của Diệp Huyên cũng đã đâm vào bụng Đạo Huyền Nhất, kiếm Thanh Huyên vừa định trấn áp linh hồn Đạo Huyền Nhất nhưng một khắc sau, một luồng sức mạnh khổng lồ đã trực tiếp ép kiếm Thanh Huyên rơi ra khỏi cơ thể của nàng ta. Đạo Huyền Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn dần trở nên hư huyễn. Tuy kiếm đã được rút khỏi cơ thể, nhưng kiếm Thanh Huyên vẫn đã khiến linh hồn của nàng ta trọng thương. Lần này nàng ta hơi bất cẩn rồi. Bởi vì nàng ta không ngờ rằng kiếm này có công dụng khắc chế linh hồn, vốn dĩ nàng ta chỉ nghĩ kiếm này chỉ hơi sắc bén một chút mà thôi. Phía xa, sau khi thân thể Diệp Huyên vỡ nát, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện trong tay hắn, rồi sau đó hắn lại đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đỏ như máu chợt lóe lên ở giữa tinh không. Xé rách tất cả. Phía xa xa, Đạo Huyền Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng ta bước về trước một bước, tung quyền ra. Oanh! Cú đấm vừa xuất hiện đã xé rách mọi thứ ở xung quanh. Ầm! Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng một khắc sau, một thanh kiếm đã chém thẳng đến trước mặt Đạo Huyền Nhất. Trong mắt Đạo Huyền Nhất ánh lên tia sắc lạnh, nàng ta nhanh chóng vung ngang tay để cản lại. Ầm! Thanh kiếm kia lập tức bị đẩy lùi, một khắc sau, nàng ta lại định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, lại có một thanh kiếm khác chém tới. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta chậm rãi chắp tay phải đến giữa hàng mày, ngay sau đó, nàng ta vọt về trước rồi vung tay lên tung chiêu, trưởng tựa đao. Ầm! Thanh kiếm kia lập tức bị đánh nát. Mà cùng lúc đó, một dấu tay đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi ép thẳng xuống. Diệp Huyên hơi động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hóa thành khiên kiếm che ở trên đỉnh đầu hắn. Ầm! Khiến kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, sau đó linh hồn Diệp Huyên liền bị đẩy lùi liên tục ở giữa tinh không, mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn một cách đầy quỷ dị, một khắc sau, nàng ta đưa một ngón tay ra điểm thẳng vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trở lại vào vỏ trong tay hắn, một khắc sau, Diệp Huyên rút kiếm ra chém. Lần rút kiếm này không chỉ là chém ra một chiêu kiếm bình thường, mà là chém tương lai, chém hiện tại, cũng chém cả quá khứ. Ba kiếm hợp nhất. Kiếm của Diệp Huyên vừa xuất hiện, Đạo Huyền Nhất đã phải cau mày lại, nhưng nàng ta cũng không hề thu tay về, mà chân phải đột nhiên dẫm xuống. Sức mạnh của nàng ta chợt tăng lên dữ dội. Ầm! Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng Đạo Huyền Nhất kia cũng bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Không chỉ thế, tay phải nàng ta đã bị chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyên xé rách, suýt nữa đã mất đi một tay. Cùng lúc đó, giữa hàng mày nàng ta còn có một vết kiếm màu máu. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở phía xa, nàng ta phát hiện kiếm của Diệp Huyên đã mạnh hơn ban nãy rất nhiều rất nhiều. Trong tình huống bình thường, cho dù Diệp Huyên có chém cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai thì cũng không thể gây tổn thương đến nàng ta được, nhưng bây giờ đã khác, sau khi Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch chi lực, sức mạnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Huyết mạch chi lực thuần túy. Đạo Huyền Nhất lúc này cũng thấy nghi hoặc ở trong lòng, thân thể của Diệp Huyên đã bị nàng ta đánh nát rồi, tại sao vẫn còn huyết mạch chi lực? Lẽ nào huyết mạch của hắn không nằm trong thân thể mà là trong linh hồn? Không nghĩ ra được. Cũng không cần nghĩ. Đạo Huyền Nhất chậm rãi siết tay phải lại, khi nàng ta đang định ra tay thì đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên trở nên hư huyễn. Chạm quá khứ. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta đột nhiên vung ngang cánh tay chặn lại. Ầm. Một luồng kiếm quang đỏ chót chợt bùng nổ. Đạo Huyền Nhất lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Mà sau khi nàng ta dừng lại, cánh tay phải đã bị văng ra ngoài. Bị chém đứt. Nhìn thấy tình cảnh này, những cường giả đang nấp trong bóng tối đều thấy kinh hãi. Thực lực của Diệp Huyên này lại trở nên mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở nơi xa, lúc này,
Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm bước từng bước đến, trông hắn vô cùng tàn nhẫn. Bên trong kiếm quang màu đỏ máu còn pha thêm vô tận lệ khí cùng sát ý, cho dù là đạo huyền nhất cũng phải nhíu mày lại, sát ý và lệ khí này quá mạnh mẽ, nàng ta chưa từng gặp bao giờ. Đối mặt với Diệp Huyên vẫn luôn càng lúc càng mạnh hơn, đạo huyền nhất không dám xem thường nữa, nàng ta đột nhiên vươn tay trái ra tạo hình một thủ ấn quỷ dị, một khắc sau, nàng ta lại nhẹ vung tay về trước, bốn phía không gian xung quanh nàng ta đột nhiên sục sôi tựa núi lửa đã tích tụ mấy nghìn năm mới bùng nổ, một luồng sức mạnh khổng lồ lấy nàng ta làm trung tâm bộc phát ra xung quanh. Kiếm quang màu đỏ máu bị phá vỡ, Diệp Huyên liên tục thối lui. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không lúc này cũng sục sôi lên, sau đó là thiêu đốt hết tất cả. Toàn bộ trung thế giới đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì hai người này đánh nhau đã làm tổn thương đến bản nguyên của trung thế giới. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở giữa cuộc chiến, ông lão đưa mắt nhìn Diệp Huyên ở phía xa, rồi lại nhìn đạo huyền nhất chí tôn, cô đã làm tổn thương bản nguyên của giới này. Đạo huyền nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn ông lão, Mạc Hiền. Chuyện này không liên quan đến Thiên Nhất Tông của ông. Mạc Hiền do dự một lúc rồi nói, Huyền Nhất Chí Tôn, lúc trước mấy đại chí tôn đã có ước định là không được để bất kỳ ai làm tổn thương đến bản nguyên của thế giới, hiện tại cô. Đạo Huyền Nhất nhìn chòng chọc vào Mạc Hiền, tịch huyền đạo đã vong, ta còn để ý mấy chuyện đó làm gì. Nói cho bọn họ biết, ai dám ngăn cản ta sẽ đánh người đó, ta nói một là một. Nói xong, nàng ta lại bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Mạc Hiền đứng khựng tại chỗ khẽ thở dài. Coi như ông ta đã hiểu rồi. Đạo huyền nhất đã muốn liều mạng, nếu bọn họ dám ngăn cản, người phụ nữ này chắc chắn sẽ đánh luôn bọn họ. Một vị chí tôn phát điên, không phải chuyện đùa. Đánh Diệp Huyên. Mạc Hiền liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, người này ông ta không hề quen biết, thế nhưng nhìn những gì trước mắt thì dùng ngón chân nghĩ cũng biết, thanh niên này có lai lịch không hề đơn giản. Nhất là huyết mạch của hắn, quả thật quá biến thái. Phía xa, tuy Diệp Huyên vẫn bị đạo huyền nhất áp chế, nhưng hắn không còn đến mức không có sức chống đỡ, bởi vì bây giờ đạo huyền nhất đã không còn dễ dàng đương đầu trực diện với kiếm thanh huyên nữa. Kiếm thanh huyên có thêm huyết mạch chi lực phụ trợ, đây không phải chuyện đùa đâu, e là đến cả tiểu tháp kiếm này cũng có thể bổ đôi được. Hơn nữa bởi vì Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, nên thực lực hiện tại của hắn được huyết mạch chi lực không ngừng gia trì tăng lên. Càng điên thì càng mạnh. Càng đánh thì càng mạnh. Không có hạn mức tối đa. Đây chính là chỗ đáng sợ chân chính của huyết mạch phong ma. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bị đạo huyền nhất tung một quyền đánh lui mấy vạn trượng, mà sau khi hắn dừng lại thì bỗng có một luồng kiếm quang im hơi lặng tiếng chém đến trước mặt đạo huyền nhất. Đạo huyền nhất đột nhiên thúc cùi trỏ một cái. Kiếm quang kia bị đánh vỡ, nhưng nơi cùi tay phải của nàng ta cũng bị nứt ra, thấy được cả xương trắng ẩn. Đạo huyền nhất nhìn khuỷu tay của mình, im lặng. Mà phía xa xa, sau khi Diệp Huyên dừng lại thì lập tức tái tạo thân thể lại, với thực lực hiện tại của hắn, muốn tái tạo cơ thể là chuyện rất đơn giản, có điều thân thể sau khi tái tạo lại cũng không còn năng lực phòng ngự kinh khủng như trước nữa. Thân thể bị đánh nát một lần thì phải tu luyện lại một lần. Có điều Diệp Huyên cũng không quan tâm, bởi vì cho dù là thân thể khi trước của hắn thì cũng không thể cản được sức mạnh kinh khủng của đạo huyền nhất. Có và không có, không có gì quá khác biệt. Lúc này, đạo huyền nhất ở phía xa đột nhiên chậm rãi lấy giỏ trúc sau lưng ra. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Hiền ở đằng xa lập tức biến sắc, ông ta vội ngăn cản, Huyền Nhất Chí Tôn, tuyệt đối không thể. Hành vi này của cô sẽ hủy diệt thế giới này, cô sẽ trở thành tội nhân muôn đời của trung thế giới. Đạo huyền nhất không đếm xỉa đến Mạc Hiền, nàng ta mở giỏ trúc, bên trong là một cây thước màu xanh, rất ngắn, chỉ dài khoảng một cánh tay. Đạo huyền nhất cầm cây thước lên, khẽ nói, sư tôn, người từng nói với con, ra ngoài làm việc thì phải luôn chừa lại ba phần. Bởi vậy người đã dùng thước vô lượng phong ấn bốn phần sức mạnh của con, để con vĩnh viễn không được tự cao. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên đỏ lòm toàn thân ở phía xa, giết người này, con cũng sẽ chết, nhưng con không hối hận. Dứt lời, nàng ta bỗng cầm thước vô lượng khẽ gõ vào giữa hàng mày mình một cái. Trong nháy mắt, khí tức của đạo huyền nhất điên cuồng tăng vọt,
khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ trung thế giới. Đạo huyền nhất đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Đây là thiên tài siêu cấp kinh khủng nhất từ trước tới nay của tịch huyền đạo. Hơn nữa còn cầm thần khí khủng bố nhất của tịch huyền đạo, thước thần vô lượng. Thước này có thể đo được cổ kim, trấn áp thời gian. Khi thấy đạo huyền nhất khôi phục thực lực, sắc mặt của Mạc Hiền trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vẫn luôn kiêng dè đạo huyền nhất, bởi vì bọn họ biết đạo huyền nhất vẫn luôn áp chế thực lực của bản thân. Mà bây giờ đạo huyền nhất đã khôi phục thực lực, lại cộng thêm thước thần vô lượng trong tay. Ông ta không lo cho sự sống chết của Diệp Huyên, mà là lo cho toàn bộ sinh mạng ở trung thế giới này. Một khi bản nguyên của trung thế giới bị phá hủy, đó sẽ là ảnh hưởng chí mạng đến bọn họ. Tông môn của đạo huyền nhất đã bị diệt nên nàng ta không thèm đếm xỉa gì nữa, nhưng bọn họ thì không thể không quan tâm. Ngăn cản đạo huyền nhất. Mạc Hiền lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Bây giờ đạo huyền nhất đã muốn liều mạng, nếu ngăn cản nàng ta, lỡ như nàng ta phát rồ rồi đánh luôn cả lão, vậy thì khó xử lắm. Chẳng mấy chốc, Mạc Hiền quay sang nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Nếu Diệp Huyên kia biến mất thì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Hiền dần trở nên lạnh lùng. Đằng xa, Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, khí tức huyết mạch toàn thân hắn đang không ngừng tăng cao, thế nhưng so với khí tức hiện tại của đạo huyền nhất thì lại có vẻ rất yếu ớt. Đạo huyền nhất nhìn Diệp Huyên, chậm rãi nắm chặt tay phải lại, nàng ta không phí lời nào mà lập tức tung quyền ra. Diệp Huyên bên kia đột nhiên rút kiếm chém xuống. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát, cả người lẫn kiếm Diệp Huyên nháy mắt đã bị đánh vào trong vực sâu thời không vô tận. Cú đấm này mặc dù chỉ nhắm vào mỗi Diệp Huyên, thế nhưng đất trời xung quanh cũng phải trở nên hư huyễn theo. Lúc này, một con rồng khổng lồ xuất hiện ở sâu trong tinh không, nó nhìn xuống Huyền Nhất ở phía dưới, nói với giọng điệu kèm theo uy thế ngút trời, Huyền Nhất chí tôn, cô muốn phá hủy thế giới này sao? Linh mạch siêu cấp. Con cự long trước mắt này chính là thủ lĩnh của 36 linh mạch khác, Linh Long. Đạo Huyền Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Long, hôm nay ta chỉ giết một người, Linh Long chí tôn, đừng chọc vào ta. Nói xong, nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, vẫn không hề nhiều lời mà chỉ tung quyền ra. Phía xa xa, ở trong vực sâu vô tận, Diệp Huyên đột nhiên bước về trước một bước, sau đó rút kiếm ra chém. Nhất kiếm chạm quá khứ, nhất kiếm chạm hiện tại, nhất kiếm chạm tương lai. Ba kiếm hợp nhất. Diệp Huyên vừa ra kiếm, ba luồng kiếm quang đã bùng nổ ngay trước mặt hắn. Diệp Huyên lại thối lui. Hơn nữa, lần này sau khi hắn dừng lại, thân thể hắn đã lặng lẽ tiêu biến. Không ngăn được. Đạo huyền nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên chỉ còn lại linh hồn hư huyễn, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, tại sao không gọi người. Ở đằng xa, Diệp Huyên đột nhiên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên, một khắc sau, linh hồn hắn lập tức bốc cháy. Đốt hồn. Nhìn thấy cảnh này, đạo huyền nhất híp hai mắt lại, không ngừng tự hại bản thân, có tác dụng gì chứ? Nói xong, thân thể nàng ta chậm rãi bay lên, nàng ta nắm chặt tay phải lại, một khắc sau, cả người nàng ta chợt biến mất. Diệp Huyên ở đằng xa đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đỏ tươi rồi cũng biến mất. Xoẹt. Xung quanh, vùng vực sâu thời không vô tận này đột nhiên bốc cháy. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của hai người. Đạo huyền nhất đánh thẳng một quyền lên trên thân kiếm Thanh Huyên, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, sức mạnh to lớn trực tiếp xuyên qua kiếm Thanh Huyên dội thẳng đến linh hồn Diệp Huyên. Linh hồn của Diệp Huyên nháy mắt bị đánh bay ra ngoài như tờ giấy, có điều trong tích tắc ấy, cũng có hai luồng kiếm quang riêng biệt xuất hiện ở sau đầu và ngay trước cuống họng của đạo huyền nhất. Vẻ mặt của đạo huyền nhất vẫn rất bình tĩnh. Nàng ta nhẹ nhàng ép tay phải xuống dưới một chút, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đập nát hai luồng kiếm quang. Ở phía xa, Diệp Huyên vẫn đang thiêu đốt linh hồn, tuy hơi thở của hắn ngày càng mạnh, còn mạnh hơn cả khi thiêu đốt huyết mạch, nhưng linh hồn hắn cũng đang ngày càng mờ đi. Đánh không lại. Cho dù có thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt linh hồn, hắn vẫn không thể đánh lại người phụ nữ trước mắt này. Thực lực giữa bọn họ có sự chênh lệch quá lớn. Nếu người phụ nữ này ra thêm một quyền nữa, hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Lúc này,
Tiểu hồn đột nhiên run giọng bảo, tiểu chủ, chúng ta kiếp sau gặp lại. Vừa nói xong, kiếm Thanh Huyền đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đâm thẳng vào linh hồn của Diệp Huyền, một khắc sau, kiếm Thanh Huyền đột nhiên bùng nổ thành một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra trong linh hồn Diệp Huyền. Cắn nuốt kiếm Thanh Huyền. Phải nói là kiếm Thanh Huyền tự hủy, chủ động để Diệp Huyền cắn nuốt. Bởi vì Diệp Huyền có thể cắn nuốt kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn phong ma như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên run lên, một khắc sau, hắn bỗng gào lên, không. Trong giọng nói mang theo sự sợ hãi tột cùng. Không phải là sợ hãi kẻ địch, mà là sợ có người chí thân sắp tan biến. Kiếm Thanh Huyền chủ động bị thôn vệ trong nháy mắt, khí tức của Diệp Huyền tựa như núi lửa phun trào, bộc phát lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, đất trời xung quanh đã hoàn toàn bị đốt cháy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, một khắc sau, hắn lao thẳng tới chỗ nàng ta như kẻ điên. Không có kiếm, lúc này đây, hắn chính là kiếm. Nghe vậy, Tả Thượng Sứ do dự giây lát, cuối cùng không nói gì. Hai với một. Thượng Tiên Sứ đưa lệnh huyền thiên cho Diệp Huyền, Diệp công tử nhận lấy lệnh bài này thì sẽ trở thành khách quý tôn quý nhất của Tiêu Bảo các ta. Diệp Huyền nhìn Thượng Tiên Sứ, ta cần phải trả giá điều gì không? Thượng Tiên Sứ nói, nếu Tiêu Bảo các có nguy cơ bị tiêu diệt thì công tử phải ra tay trợ giúp, đương nhiên là trong khả năng của công tử. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, chỉ vậy thôi. Thượng Tiên Sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, như vậy có vẻ các cô rất thua thiệt. Thượng Tiên Sứ cười khẽ, các chủ có câu, liều mới có thể thắng, nhưng liều là công việc tiêu hao thể lực, vì vậy các chủ thích cược, các chủ cảm thấy cuộc đời rất nhiều lúc đều cần đặt cược. Hôm nay trông Tiêu Bảo các ta có vẻ như chịu thiệt, nhưng biết đâu sau này Diệp công tử lại có thể mang tới cho Tiêu Bảo các ta lợi ích bất ngờ thì sao? Diệp Huyền nâng kiếm Thanh Huyền trong tay lên, chỉ vì một thanh kiếm mà tiên cô nương dám đặt cược lớn vậy à? Thượng Tiên Sứ cười, đúng. Diệp Huyền nhìn nhẫn chứa đồ chứa vô số vũ trụ chi tâm trước mặt, im lặng. Lần đầu tiên hắn phát hiện mấy thứ này bỏng tay đến thế. Nhận. Đương nhiên hắn dám nhận, nhưng việc nhận này cũng có nghĩa là một phần nhân quả, để lại nhân quả với Tiêu Bảo Các, sau này nếu Tiêu Bảo Các cần hần giúp, sao hắn có thể từ chối? Không dễ từ chối. Không nhận. Mà thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là tài nguyên tu luyện. Lúc này Tiểu Tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, nhận đi. Diệp Huyền hỏi trong lòng, vì sao? Tiểu Tháp khẽ đáp, chủ nhân từng nói có hời mà không chiếm thì đúng là khốn nạn. Diệp Huyền. Một lúc sau, Diệp Huyền nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi bảo, phụ thân bảo ta nhận. Tiểu Tháp. Thượng Tiên Sứ khẽ mỉm cười, không biết lệnh tôn là ai. Diệp Huyền đáp, một kiếm tu. Kiếm tu. Thượng Tiên Sứ mỉm cười, không hỏi thêm. Người thông minh đều sẽ biết điểm dừng. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, một chiếc bình ngọc trắng bay tới trước mặt Thượng Tiên Sứ, tiên cô nương, trong bình này có vài giọt tinh huyết, hy vọng sẽ giúp ích được cho cô, coi như một chút tâm ý của ta, mong cô nhận lấy. Thượng Tiên Sứ khẽ gật đầu, cảm ơn, nói rồi nàng ta nhận lấy bình ngọc trắng. Diệp Huyền chắp tay, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong hắn quay lưng rời đi. Huyết mạch. Lúc này trong lòng Thượng Tiên Sứ khiếp sợ không thôi. Nàng ta không giống như tiêu chủ quản chỉ đơn thuần quan tâm đến lực lượng trong huyết mạch, mà nàng ta xem trọng bản chất huyết mạch hơn. Nàng ta vốn là nhân vật có thực quyền trong Tiên Bảo Các, từng gặp qua không ít huyết mạch mạnh mẽ, nhưng chưa từng gặp loại nào đặc biệt và khủng khiếp như của Diệp Huyền. Lúc này đây, nàng ta thấy kiên định hơn nhiều, nàng ta đã không đặt cược sai. Thiếu niên này chắc chắn không phải là người thường. Ở một bên, Tả Thượng Sứ đột nhiên nói, thanh niên này, muốn điều tra lai lịch của hắn thử không? Thượng Tiên Sứ lắc đầu, như vậy có hơi mạo phạm. Tả Thượng Sứ khẽ gật đầu, cũng đúng. Lúc này, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nói, huyết mạch này, nếu để cho yêu thú. Nói đến đây, nàng ta không tiếp tục nữa. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Tiên Bảo Các, hắn lập tức tìm một nơi yên tĩnh rồi tiến vào Tiểu Tháp. Cắn nuốt vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt vũ trụ chi tâm, mục tiêu bây giờ của hắn chính là nâng cao tu vi.
Mục tiêu của hắn không phải là trụ tâm cảnh tầng 5, cũng không phải tầng 6, mà là bên trên cả trụ tâm cảnh. Trở nên mạnh mẽ. Vì sao phải trở nên mạnh mẽ? Không mạnh thì làm sao mà ra vẻ được? Hắn cũng muốn được như đại ca, gặp ai cũng hô được đâu, ông đây muốn chết. Hắn cũng muốn được như cha, mặc kệ đối phương là ai, đi đâu cũng treo mồm câu, chỉ thế thôi à? Ngươi chỉ có vậy. Hắn càng muốn được như Thanh Nhi, hở một chút là, ngươi chỉ hướng đi. Ra vẻ là chuyện xấu sao? Không. Trong suy nghĩ của hắn, ra vẻ lại là một chuyện hay. Đời người phải có thứ để đeo đuổi, nếu không thì có khác gì con cá mắm. Nhiều người nghĩ rằng hắn ra vẻ là để thỏa mãn thú vui biến thái nào đó trong lòng, nhưng thật ra không phải vậy, hắn ra vẻ chỉ là muốn để bản thân phấn đấu có thêm ý nghĩa mà thôi. Con người có dã tâm, có dục vọng, có thứ để theo đuổi, vậy thì có gì là sai? Có dã tâm, dục vọng và thứ để theo đuổi, người mới có thể liều mạng phấn đấu. Trong thế giới trần tục này, đời người bất quá chỉ trăm năm, tại sao không để bản thân phóng khoáng một chút? Còn nữa, xã hội này chính là như thế, người không ra vẻ thì là người khác ra oai thôi. Nếu không tin, có thể nhìn sang bên cạnh. Như ở thôn quê, trong họ hàng thân thích, con cái nhà ai hơi có thành tựu một chút, cha mẹ lại không đi khoe mẽ tâng bốc lên đến tận trời. Còn nếu ở trên thành thị, trong mấy buổi họp mặt đồng học, ai mà không ra sức nịnh bợ, khoe khoang, thể hiện với người khác. Không chỉ những người nhỏ bé này, mà ngay cả những lão quái vật cũng như vậy thôi. Ví như từng có người nói, ta không hứng thú với tiền tài. Lại như, trước hết đặt ra một mục tiêu nhỏ. Trong suy nghĩ của Diệp Huyên, phàm là người bảo không muốn ra oai thì đơn giản chỉ có thể là hai loại, một là lợi hại thật, đến mức xem thường việc phải ra oai đó, thứ hai thì chính là không đủ năng lực để ra vẻ. Con người khi còn sống, một là tự mình phô trương, hai là thu mình làm nền cho người khác thể hiện. Tất nhiên hắn muốn làm về phía trước rồi. Dù sao hắn nhìn cha mình ra vẻ cũng rất khó chịu, nhưng lại không làm gì được y. Còn đại ca nữa, động cái gì cũng nói, xin được chết. Mỗi khi nghĩ đến mấy người này là hắn lại tê cả da đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là một ngày nào đó đánh được đại ca một trận, múc được cha một phen. Còn Thanh Nhi thì, không thể đánh được, bởi vì muốn đánh đại ca và cha thì còn cần Thanh Nhi giúp đỡ mới được, một mình hắn làm e là có hơi khó. Chấm chấm chấm. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, toàn bộ yêu giáo đang điên cuồng lùng sục hắn. Lúc trước Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, như thế không chỉ là đang xem thường yêu giáo, mà còn là đang vả vào mặt bọn họ. Hơn nữa, bây giờ mọi người đã biết được Diệp Huyên là người đã giết cường giả yêu giáo. Trong vùng vũ trụ này, có ai dám nghịch lại yêu giáo? Người dám, cơ bản đã chết hết rồi. Hệ thống tình báo của tứ đại điện của yêu giáo đều đã điều động hết, không thể không nói. Hệ thống tình báo của yêu giáo quả thật vô cùng kinh khủng, chẳng bao lâu, bọn họ đã biết được Diệp Huyên tiến vào yêu thần thành. Sau khi biết được tin tức này, yêu giáo bắt đầu dần phong tỏa toàn bộ yêu thần thành. Tiếp đó, cường giả yêu giáo bắt đầu chậm rãi tản ra mai phục trong thành. Chấm chấm chấm. Bên trong tiểu tháp. Sau 3 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hơn 100 vũ trụ chi tâm, sau khi hấp thụ toàn bộ. Hắn thăng thẳng đến trụ tâm cảnh tầng 3. Cắn nuốt 100 vũ trụ chi tâm mà chỉ mới đạt được đến tầng 3. Chuyện này khiến Diệp Huyên hơi cạn lời. Hắn biết mỗi lần đột phá, lần sau lại khó hơn lần trước rất nhiều lần, nhưng hắn lại không ngờ là sẽ khó đến mức đó. Hơn 100 tinh mạch mới đột phá được một tầng. Chuyện này làm hắn hơi đau chứng. Nhưng cũng may. Sau khi đạt đến tầng 3 thì thực lực của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Chuyện đáng nói là hiện tại chiêu nhất kiếm trảm tương lai của hắn đã được kéo dài thời gian ra nhiều lắm, bây giờ hắn tung một kiếm ra thì có thể điều chỉnh được một canh giờ sau sẽ xuất hiện chém chết đối phương. Một canh giờ. Có lợi cũng có hại, lợi là đối phương rất khó để đề phòng được, có thể nói là khi hắn dùng chiêu này, cho dù có là cường giả tầng 5 cũng sẽ dễ dàng bị hắn chém giết. Thậm chí là cường giả tầng 6 cũng khó lòng phòng vệ được. Hại chính là trong một canh giờ này, hắn nhất định không được để đối phương giết chết. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chiêu kiếm này, nhưng phải chịu thôi,
nếu nhanh hơn thì đối phương sẽ cảm nhận được, sẽ phòng bị được, mà chậm hơn thì hắn lại phải cố gắng sống sót suốt khoảng thời gian đó. Tất nhiên, tóm lại thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Bởi vì hắn bây giờ không chỉ có thể ra một chiêu kiếm, mà đã có thể nháy mắt tung ra được vài kiếm liền, trong vài kiếm đó sẽ có một cái một canh giờ sau mới xuất hiện để giết chết đối phương. Có lẽ có người sẽ nói, đối phương trong tương lai không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nhưng vấn đề chính là, chỉ hơn thua nhau một canh giờ mà thôi, dù đối phương có đột phá được thì với khoảng thời gian đó, hắn có thể mạnh hơn được đến mức nào chứ? Ngoại trừ nhất kiếm chảm tương lai, thì uy lực nhất kiếm chảm mệnh của hắn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, cho dù là cường giả tầng 5 thì cũng khó lòng mà chống được nhất kiếm chảm mệnh của hắn, lưu thể chi lực cộng với huyết mạch chi lực đủ để dễ dàng tiêu diệt bất cứ cường giả tầng 5 nào. Còn nếu thêm vào lực lượng và thế từ chư thiên vạn giới, thì một kiếm này lại càng thêm khủng bố. Thật ra cho tới nay, hắn vẫn luôn không ngừng kết hợp hết tất cả hiểu biết của mình lại thành một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm. Giết người, chỉ cần xuất một kiếm thôi là đủ. Nhất kiếm độc tôn. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Diệp Huyên tiếp tục cắn nuốt vũ trụ chi tâm, mà bây giờ hắn đã cắn nuốt vũ trụ chi tâm tầng 2. Lúc hấp thu viên vũ trụ chi tâm này, hắn có hơi khiếp sợ. Năng lượng của vũ trụ chi tâm tầng 2 tinh khiết hơn so với tầng 1 rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Chuyện này khiến Diệp Huyên ôm hy vọng có thể đột phá lên đến tầng 4. Điên cuồng cắn nuốt. Sau khi cơ thể hắn đạt đến tầng 3 cũng nhận được sự biến hóa lớn lao, bởi vậy hắn có thể chịu đựng được năng lượng vô cùng vô tận này. Về phần huyết mạch chi lực của hắn thì khỏi phải nói, năng lượng của vũ trụ chi tâm này còn xa mới gây tổn hại được đến huyết mạch của hắn. Mà thứ khiến Diệp Huyên đau đầu chính là huyết mạch chi lực này không được tăng cường thêm tí nào. Cho tới bây giờ hắn đã được tiến hóa về khắp mọi mặt, bao gồm cả thần hồn. Thế nhưng huyết mạch chi lực lại chẳng mảy may thay đổi gì hết. Theo lời Tiểu Tháp thì chính là, huyết mạch chi lực có mạnh hay không thì phải xem hắn có điên hay chưa điên. Hắn điên bao nhiêu thì huyết mạch chi lực sẽ mạnh bấy nhiêu. Nhưng hiện tại Kháo Sơn Vương hắn e là rất khó để điên được. Chuyện này khiến Diệp Huyên cắt phăng luôn suy nghĩ muốn nâng cao huyết mạch chi lực của mình lên, bởi vì hắn phát hiện, cho dù có huyết mạch chi lực thì cũng khó mà tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma kia. Hắn cũng không biết tại sao sau khi mình kích hoạt huyết mạch chi lực vẫn có thể giữ được lý trí nữa. Vấn đề này chắc chỉ cha mới biết được. Lại qua 2 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hết vũ trụ chi tâm tầng 2, mà lúc này, khí tức của hắn đã đạt đến một đỉnh cao, chỉ còn cách tầng 4 nửa bước mà thôi. Hắn rất có lòng tin, bởi vì hắn còn một ít vũ trụ chi tâm tầng 3 và tầng 4, không chỉ thế, hắn còn có một viên vũ trụ chi tâm tầng 6 nữa. Nói thật, hắn đã có chút không chờ được muốn cắn nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 6 này lắm rồi. Nhưng hắn vẫn phải nhịn. Từ từ đi. Ngay lúc Diệp Huyên muốn cắn nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 3 này, hắn chợt nhíu mày lại, khắc sau, hắn liền rời khỏi tiểu tháp. Vừa ra khỏi tiểu tháp thì chợt có một bàn tay khổng lồ từ đâu ập thẳng xuống. Ầm. Gian nhà hắn đang ở ầm ầm đổ nát. Mà Diệp Huyên thì đã lùi ra ngoài hơn mấy trăm trượng, khi hắn vừa dừng lại thì trước mặt đã xuất hiện một ông lão, ngoài ra xung quanh còn có hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ khác. Trong này đa phần đều là cường giả tầng 4. Yêu giáo. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn không ngờ rằng yêu giáo lại tìm được mình nhanh đến vậy. Diệp Huyên không ra tay, nhưng kiếm Thanh Huyên trong vỏ đã biến mất không còn thấy đâu. Phía xa, ông lão kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Xung quanh, một vài cường giả tò mò đến đây xem thử chuyện gì nghe lão kia nói thế thì liền thấy kinh hãi. Diệp Huyên. Đây chính là kiếm tu từng tuyên bố muốn quyết một trận tử chiến với yêu giáo kia sao? Tất nhiên chuyện Diệp Huyên nuốt lời không đến bọn họ cũng biết, bởi vậy lúc họ nhìn Diệp Huyên thì trong mắt còn đong thêm ý cười châm biếm. Đây chính là kiếm tu không giữ chữ tín. Xung quanh ngày càng có nhiều người và yêu vây lại đây. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, sau đó nói ta không phải Diệp Huyên. Ông lão khẽ nhíu mày, ngươi không phải Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ các người nhầm rồi. Ta thật sự không phải Diệp Huyên.
Ông lão quay đầu nhìn một người đàn ông ở phía dưới, người có lầm hay không? Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Diệp Huyên, gã do dự một lúc rồi nói, không lầm đâu, hắn hẳn là Diệp Huyên. Ông lão trầm giọng nói, hẳn là, ngươi không chắc. Người đàn ông đáp, vốn là chắc chắn, nhưng hắn. Nói đoạn, gã nhìn sang Diệp Huyên, ngươi thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, thật sự không phải. Người đàn ông trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Dương Huyên. Người đàn ông cau mày lại, Dương Huyên. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn mọi người xung quanh, sau đó làm vẻ vô tội, chư vị, các ngươi tìm Diệp Huyên thì tìm Diệp Huyên đi, tìm Dương Huyên ta làm gì? Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên dựng thẳng tay phải lên, ta có thể thề với trời, nếu ta không phải Dương Huyên thì thần hồn câu diệt. Mọi người! Bên trong tiểu tháp, thần chiêu do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, ngươi! Kiểu thề này không được nói lung tung đâu, sẽ gặp báo ứng đó. Tiểu tháp đột nhiên khẽ thở dài, nữ nhân, ngươi còn non và xanh lắm. Thần chiêu! Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Nhìn thấy người đàn ông này, vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Người đến chính là Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, không biết người đổi họ từ khi nào. Diệp Huyên cũng không giả bộ nữa, cười đáp, Vân Xuyên huynh, lại gặp mặt rồi. Vân Xuyên cười nói, Diệp công tử, lúc trước ngươi để yêu giáo ta đợi hơi bị lâu đấy. Diệp Huyên cười ha ha, ta cũng không cố ý đâu. Vân Xuyên khẽ nhíu mày, cũng không phải cố ý nghĩa là gặp phải chuyện gì bất chắc à. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, à thôi, ta cố ý đấy. Vẻ mặt Vân Xuyên sượng đi. Xung quanh, nháy mắt sắc mặt của các cường giả yêu giáo đều trở nên khó coi. Cố ý. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử, ta rất tin tưởng ngươi bởi vậy hôm đó mới tha cho ngươi, nhưng ngươi lại thất hẹn, khiến ta cũng thất tín với điện chủ. Ngươi làm thế không ổn cho lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, ngươi nhầm rồi. Ngày đó không phải là ngươi tha cho ta, mà là ta tha cho ngươi. Nghe vậy, Vân Xuyên híp hai mắt lại, một khắc sau, như nghĩ đến điều gì đó, hắn ta nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, khi thấy trong tay Diệp Huyên chỉ có mỗi vỏ kiếm thì sắc mặt hắn ta liền thay đổi, lập tức gào lên, mọi người cần. Còn chưa dứt lời. Chỉ thấy đám cường giả yêu giáo bên cạnh hắn ta đột nhiên bị chém bay đầu, máu tươi bắn thẳng lên trời, tuôn ra như suối, vô cùng tanh tưởi. Cảnh này khiến mọi người đều bối rối. Bao gồm cả Vân Xuyên. Lúc này Vân Xuyên trợn tròn hai mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Hắn ta biết Diệp Huyên có một chiêu kiếm có thể chém tương lai, nhưng chiêu kiếm đó không mạnh đến mức này mà. Phải biết. Những cường giả có mặt ở đây có vài người đã đạt đến tầng 4 rồi đấy. Giết tầng 4 chỉ trong nháy mắt. Diệp Huyên này lại mạnh hơn rồi. Hay lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Lúc này, Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, cáo biệt nhé. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người ngự kiếm bay lên. Tránh đi. Nơi này là địa bàn của yêu giáo, tuy hắn tự tin, nhưng không tự tin đến mức muốn lấy sức một người chống lại toàn bộ yêu giáo. Đánh không lại thì né thôi. Không mất mặt. Nhưng mà hắn vừa ngự kiếm lên thì không gian phía chân trời đột nhiên bị vỡ ra, một khắc sau, một bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời đột nhiên đánh thẳng xuống. Một trường này lao tới như muốn kéo theo bầu trời sụp xuống, một cảm giác ngột ngạt kinh khủng nháy mắt bao trùm lấy Diệp Huyên. Lúc này đây, hắn có cảm giác như ngũ tạng trong cơ thể mình đang bị nghiền nát. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên tia sáng lạnh, ngươi không cho ông đây đi, vậy ông đếch đi nữa. Chiến là được. Diệp Huyên nhẹ gảy ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên trong vỏ đột nhiên bay ra, nương theo đó là một tiếng kiếm reo, kiếm quang bắn thẳng lên trời, xé nát tất cả. Ầm. Phía chân trời, bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm đổ nát. Chân trời rung động. Mà lúc này, một ông lão xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Ông lão thân mang một bộ áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run.
Cường giả tầng 5. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đã giết người yêu giáo của ta mà còn muốn đi. Diệp Huyên cười ha ha, không đi thì không đi thôi. Ông lão híp hai mắt lại, còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen lời, nếu muốn nói thì mời kiếp sau nói nhé. Vừa dứt lời, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên phóng lên trời. Trong mắt ông lão ánh lên một tia tàn nhẫn, ngông cuồng. Nói xong, lão bước lên trước một bước rồi tung quyền ra. Ầm. Vừa tung trưởng ra, đất trời rung lên kịch liệt, tựa như động đất. Cú đấm này dội thẳng lên trên thân kiếm thanh huyên, kiếm thanh huyên bị cưỡng chế dừng lại, nhưng một khắc sau, trong mắt của ông lão kia chợt co lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi, bởi vì thân thể lão đang già đi với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt, tóc tai của lão đã bạc trắng, thân thể gầy sọp đi như chỉ còn lại xương khô. Tuổi thọ đã hết. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt có chút mịt mờ, sao có thể? Phải biết rằng yêu thú có tuổi thọ vô cùng lớn, mà trong nháy mắt vừa nãy đó, lão đã cảm nhận được tuổi thọ của mình bị hút hết. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên trở lại trong tay hắn, hắn nhìn ông lão, người đã chết thì không cần nhiều lời, phí thời gian lắm. Nói rồi, hắn tra kiếm thanh huyên vào vỏ, người tiếp theo. Ầm. Ông lão đột nhiên hóa thành một đống bụi tro, đã hoàn toàn bị xóa sổ. Người tiếp theo. Giọng nói của Diệp Huyên rất bình tĩnh, nhưng cũng để lộ sự ngang nhiên khiến lòng người kinh sợ. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ rốt cuộc cũng tự đứng bằng chân mình rồi. Diệp Huyên. Phía xa xa, Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khi đó không phải là ngươi che giấu thực lực, mà là hiện tại thực lực của ngươi đã tăng lên. Tại sao ngươi có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như thế? Diệp Huyên nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, thế nào là thiên tài? Là không bị tư chất hạn chế, không bị thiên địa hạn chế, bất kỳ võ học nào chỉ cần nhìn qua là sẽ thạo, liếc mắt là thấy ngay lỗ hổng của bất kỳ võ kỹ nào. Đây chính là thiên tài. Nếu ngươi chưa từng gặp người nào như thế, thì bây giờ ngươi đã. Nói đoạn, hắn chỉ vào bản thân, may mắn gặp được. Mọi người. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên mà không nói gì. Nhưng trong lòng đã dậy sóng. Khi trước hắn ta gặp Diệp Huyên chắc chắn không mạnh được như vậy, mà bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chém giết cường giả tầng 5. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi ư. Đây là bất thường. Tuy thế gian thật sự có một vài yêu nghiệt, những yêu nghiệt này cũng không hề bình thường, nhưng tên Diệp Huyên này lại khoa trương quá mức. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu như không có ai kế tiếp thì ta đi đây. Nói rồi, hắn đi về phía cửa thành. Ra vẻ xong rồi thì chạy nhanh thôi. Ra vẻ thì cũng phải có chừng mực. Lúc Diệp Huyên đi được tới trước cửa thành rồi thì bóng cửa lớn đột nhiên khép lại. Diệp Huyên dừng bước, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên thân mang một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, vẻ mặt bình tĩnh. Trước ngực áo ông ta còn được thêu một chữ yêu nho nhỏ. Ông ta đứng lẳng lặng một chỗ, khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác sâu không lường được tựa tinh không mênh mông vô tận này. Một vài người có thực lực yếu càng cảm nhận được một lực lượng áp bức vô hình, cỗ áp lực này khiến cho bọn họ khó mà thở bình thường được. Người này chính là điện chủ khôi thần của cổ yêu điện một trong tứ đại điện, đây cũng là một nhân vật nắm thực quyền ở yêu giáo. Khôi thần. Xung quanh đã có người nhận ra khôi thần, thế là kinh ngạc thốt lên. Bảo khôi thần là điện chủ thì cũng không đúng lắm, bởi vì mọi chuyện lớn nhỏ ở yêu thần thành cơ bản là do khôi thần quản lý, vì thế ông ta không thần bí như ba điện chủ còn lại. Các cường giả yêu giáo có mặt ở đây dồn dập lui về phía sau khôi thần. Khôi thần quan sát Diệp Huyên một chút rồi khẽ gật đầu, rất giỏi. Rất giỏi. Nghe vậy. Một vài cường giả yêu giáo không nhìn được phải quay sang nhìn Diệp Huyên. Bọn họ ai cũng biết mắt nhìn người của khôi thần rất cao, người bình thường căn bản không lọt vào mắt ông ta được, vậy mà giờ đây ông ta lại đánh giá Diệp Huyên rất giỏi. Diệp Huyên cười hỏi, là một trong bốn điện chủ à? Khôi thần gật đầu. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, ông ra mặt nhanh quá đấy, ta vốn tưởng các người sẽ phái ra thêm vài cường giả tầng 6 để ta luyện tập tay chân một chút rồi cuối cùng mới đến điện chủ tự thân xuất mã,
không ngờ là ta vừa giết được hai người thì ông đã tự mình xuất hiện rồi. Khôi thần nhìn Diệp Huyên, từ sau khi yêu giáo ta thành lập, đến nay chưa một ai dám coi thường chúng ta đến vậy. Ta rất tò mò thế lực phía sau ngươi, có thể kể nghe một chút không? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta nói rồi yêu giáo có bỏ qua cho ta không? Khôi thần lắc đầu, sẽ không. Ngươi đã gây hấn với yêu tộc ta đến vậy, phải dùng mạng để đổi. Diệp Huyên cười ha ha, vậy nói hay không nói thì khác gì nhau. Điện chủ, ta thấy chúng ta không cần nói nhảm với nhau nữa, nghe danh tứ đại điện chủ của yêu giáo ai nấy đều mạnh như thần, Diệp Huyên ta bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu. Khôi thần khẽ gật đầu, đến đây. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ phía chân trời, khoan đã. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa có hai người đang bước chậm rãi đến. Chính là Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, sao bọn họ lại đến đây? Khôi thần cũng hơi nhíu mày lại. Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ đi tới hiện trường, Thượng Tiên Sứ liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái rồi quay sang nhìn Khôi thần, Khôi điện chủ, theo ta được biết, sở dĩ yêu giáo các ngươi và Diệp công tử phát sinh nhiều mâu thuẫn như vậy vốn dĩ là vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, chuyện đến bước đường này thật sự không nên. Khôi điện chủ, có thể nể mặt Tiên Bảo Các một lần, hai bên coi như bỏ qua cho nhau, Tiên Bảo Các ta bằng lòng bồi thường tổn thất cho yêu giáo. Bồi thường. Khôi thần khẽ mỉm cười, người này ban nãy vừa giết mười mấy người của yêu giáo ta, Thượng Tiên Sứ, cô cảm thấy đây là chuyện tiền bạc có thể giải quyết được sao? Còn mâu thuẫn trong lời cô nói thì đúng vậy, yêu giáo ta và hắn đúng là chỉ vì một chuyện còn con mà dẫn đến nước này, nhưng hắn làm việc có chừa đường lui bao giờ không? Không hề có, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Thượng Tiên Sứ trở nên hơi khó coi. Lúc này, Diệp Huyên ở một bên cười nói, cha ta từng dạy là ta không chủ động phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta tất giết, yêu giáo ông bắt nạt ta, chẳng lẽ ta phải nhịn thì mới được? Kiếm tu, nếu gặp phải chuyện bất bình mà còn nhịn thì thôi tu kiếm làm gì nữa? Khôi thần khẽ gật đầu, vậy ngươi nhìn đi, hôm nay yêu giáo ta muốn bắt nạt ngươi đấy. Diệp Huyên cười ha ha, kiếm thanh huyên trong tay rung lên kịch liệt, Diệp Huyên ta mặc dù không mạnh như đại ca, nhưng lúc này đây chắc phải ra oai một phen mới được. Nói rồi, hắn nhìn về phía Khôi thần, Diệp Huyên ta ở đây, cầu xin yêu giáo đến giết ta. Cầu xin đến giết ta. Khôi thần siết chặt nắm tay phải lại, một hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát tựa như núi lửa, trong phút chốc, toàn bộ yêu thần thành sôi sục lên. Lúc này, Thượng Tiên Sứ ở một bên híp mắt lại, tay phải cũng chậm rãi cuộn lại. Khôi thần nhìn về phía Thượng Tiên Sứ, sao thế, Tiên Bảo Các muốn bảo vệ hắn cho bằng được. Thượng Tiên Sứ trầm mặc. Không thể không nói, lúc này đây nàng ta đang rơi vào thế khó. Không thể giảng hòa được mâu thuẫn giữa Diệp Huyên và yêu giáo, mà nếu nàng ta ra sức bảo vệ Diệp Huyên thì có nghĩa là sẽ đối nghịch với yêu giáo, đây không phải là chuyện đùa. Còn nếu không bảo vệ Diệp Huyên, vậy thì lệnh huyền thiên kia còn ý nghĩa gì nữa? Thế gian này còn ai tin tưởng đãi ngộ khách quý của Tiên Bảo Các? Bảo vệ hay không? Tả Thượng Sử ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, bảo vệ đi. Thượng Tiên Sứ nhìn về phía Tả Thượng Sứ, sắc mặt Tả Thượng Sứ có chút khó coi, dùng huyền khí truyền âm, lúc trước ta không tán thành lệnh huyền thiên là do sợ trên người tên này có nhân quả quá lớn. Nhưng đã cho rồi thì hắn chính là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các. Lúc này nếu bỏ mặc hắn thì thiện nhân chúng ta kết với hắn coi như hóa thành mây khói hết. Không chỉ thế, trên đời này sẽ không còn ai tin vào đãi ngộ khách quý của Tiên Bảo Các chúng ta nữa. Thượng Tiên Sứ trầm giọng nói, nhưng như vậy chẳng khác nào sẽ đối địch với yêu giáo. Tả Thượng Sứ gần giọng nói, yêu giáo đã không nể mặt chúng ta, vậy chúng ta nể mặt họ làm gì? Thượng Tiên Sứ trầm mặc một lát rồi nói, gọi người. Tả Thượng Sứ nhìn Khôi thần ở phía xa, gằn giọng lên, Khôi điện chủ, Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo Các ta, hôm nay chỉ cần Tiên Bảo Các còn thì sẽ quyết bảo vệ hắn chu toàn. Yêu giáo ngươi nếu muốn ra tay thì mẹ nó chứ, ông đây phải đánh các ngươi rồi. Mọi người, Tiên Bảo Các. Tả Thượng Sứ vừa dứt lời, không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Không ai nghĩ rằng Tiên Bảo Các lại muốn dốc sức bảo vệ Diệp Huyên, hơn nữa còn không tiếc làm địch với yêu giáo. Đây là yêu giáo đấy.
Tuy Tiên Bảo Các cũng là thế lực lớn, nhưng yêu giáo nào phải kẻ ăn chay. Họ là một đám yêu chuyên ăn thịt người đấy. Hơn nữa, bây giờ còn là đang ở Yêu Thần Thành, đây chính là địa bàn của yêu giáo. Tiên Bảo Các điên rồi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiên Bảo Các điên rồi. Thật ra Diệp Huyền cũng có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ rằng Tiên Bảo Các sẽ dốc toàn lực bảo vệ mình như thế. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Khôi Thần, ông ta còn tưởng Tiên Bảo Các chỉ đi ngang qua thôi, nhưng không ngờ rằng Tiên Bảo Các lại thật sự làm thật, chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của ông ta. Khôi Thần không nhịn được liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng có chút hiếu kỳ, Diệp Huyền này có quan hệ như thế nào với Tiên Bảo Các? Sao có thể khiến Tiên Bảo Các không tiếc đối địch với yêu giáo để bảo vệ cho bằng được hắn? Lúc này, mười mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Toàn bộ đều là cường giả của Tiên Bảo Các, trong này đa số đều là tầng 5. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Tiên Sứ, đang định nói chuyện thì Thượng Tiên Sứ bỗng bảo, Diệp Công Tử, cậu không cần nhiều lời, cậu có lệnh huyền thiên trong tay thì chính là khách quý của Tiên Bảo Các ta sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Thật sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới, người này thân trên để trần, thân dưới chỉ quấn một chiếc quần đơn giản làm từ cỏ và da. Nhìn thấy người này, sắc mặt Thượng Tiên Sứ liền trầm xuống. Yêu giả. Điện chủ cổ yêu điện. Hai vị điện chủ đã xuất hiện. Yêu giả chậm rãi bước đến trước mặt hai người Thượng Tiên Sứ. Gã nhìn Tả Thượng Sứ Tiên Bảo Các ghê gớm lắm sao? Tả Thượng Sứ cười ha ha, ông ta không hề phí lời mà tung ra một quyền ngay. Trong mắt yêu giả ánh lên một tia xem thường, cũng đồng thời tung ra một quyền. Nắm đấm cả hai vừa tiếp xúc, Tả Thượng Sứ đã bị đẩy lùi ra xa hơn vạn trượng. So sánh về sức mạnh thì tất nhiên Tả Thượng Sứ không bằng yêu tộc. Sau khi Tả Thượng Sứ dừng lại, ông ta xòe tay ra. Một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên từ trong lòng bàn tay ông ta, một khắc sau, Tả Thượng Sứ liền biến mất tại chỗ. Xoẹt! Bầu trời Yêu Thần Thành lập tức biến thành một biển lửa màu đỏ ngòm. Phía xa xa, yêu giả híp hai mắt lại, gã lần nữa bước ra trước một bước, siết chặt tay phải lại, lúc đám lửa kia ập đến trước mặt gã đột nhiên tung quyền ra, trên nắm đấm có một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra như lũ quét. Cơn sóng lửa kia bị luồng sức mạnh khủng bố này ép dừng lại, nhưng một chốc sau, yêu giả chợt cau mày, bởi vì gã phát hiện nắm đấm của mình đang bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, yêu giả vội vàng phẩy mạnh tay phải của mình một cái. Một mảnh sóng lửa bị đập vỡ, một người một yêu đồng thời thối lui lại, chân trời xung quanh đã vô cùng hỗn loạn. Sau khi Tả Thượng Sứ dừng lại liền muốn ra tay tiếp, nhưng Thượng Tiên Sứ cản ông ta lại. Nàng ta nhìn yêu dạ điện chủ, chuyện này còn có thể giảng hòa được nữa không? Yêu dạ cười gằn, có thể giảng hòa không? Làm sao giảng hòa, ngươi giết mười mấy yêu của yêu tộc ta rồi bảo làm hòa nhé. Muốn hòa cũng được, giao đầu tên đó ra đây. Nghe vậy, ánh mắt Thượng Tiên Sứ lập tức trở nên lạnh lẽo. Lúc này, yêu dạ lại nói, Thượng Tiên Sứ, bây giờ Tiên Bảo các ngươi rút lui thì yêu giáo ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu các ngươi cố tình nhúng tay vào, vậy thì hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Thượng Tiên Sứ nở một cười khinh miệt, chỉ bằng các ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta mở tay ra, một chiếc lệnh bài phóng lên trên trời, thoáng chốc, trong tinh không xa xôi bỗng xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ lấp lánh. Lệnh tụ tiên. Có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh tụ tiên, lệnh vừa ra, khắp chư thiên vạn giới này. Phàm là cường giả Tiên Bảo Các thì nhất định phải tìm đến với tốc độ nhanh nhất. Lệnh bài này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc sẽ nhanh chóng có vô số cường giả tìm đến yêu thần giới này. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện động trời. Lúc này, yêu giả ở một bên ánh lên tia dữ tợn trong đáy mắt, gã mở tay ra, một chiếc lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng vào tinh không xa xôi. Lệnh thú yêu. Lại có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh này vừa ra, thập đại yêu vương phải nhanh chóng dẫn theo cường giả dưới trướng chạy đến yêu thần giới bằng tốc độ nhanh nhất. Sắp đại chiến rồi. Trong bóng tối, một vài cường giả cũng thấy hoảng trong lòng, nhanh chóng đua nhau bỏ chạy ra ngoài. Thần tiên đại chiến,
tai vạ đến người vô tội. Phải mau chuồn thôi. Lúc này, yêu dạ đột nhiên nói, yêu thú khắp bốn điện nghe lệnh, phàm là kẻ nào chưa được cho phép mà xông vào yêu thần giới giết không tha. Giết không tha, bên trong yêu thần thành, cường giả yêu thú từ tứ đại điện, lập tức phóng lên trời, trấn thủ bốn phía yêu thần giới. Yêu dạ nhìn về phía thượng tiên sứ, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, gã giận dữ chỉ thẳng mặt Diệp Huyên, không ai gánh được ngươi cả, yêu dạ ta đã nói rồi. Diệp Huyên. Lúc này, thượng tiên sứ đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lát nữa theo bọn ta mở đường máu chạy ra ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên cô nương, các cô làm như thế là đánh cược quá lớn rồi đấy. Thượng tiên sứ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc thảo luận lợi hay hại, Diệp công tử, thực lực của cậu bất phàm, lát nữa khi cường giả tiên bảo các đến rồi, cậu theo chúng ta giết thành một đường máu thoát khỏi đây. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, thượng tiên sứ ngẩng đầu lên nhìn về tinh không xa xôi, người của chúng ta đến rồi. Trong tinh không trên yêu thần thành, cường giả tiên bảo các đã tìm đến đây, nhưng bọn họ đều đang bị cường giả từ tứ đại điện ngăn lại. Thế nhưng phía sau vẫn còn có rất rất nhiều cường giả đang chạy đến. Ở phía dưới, yêu dạ đột nhiên nhìn thượng tiên sứ, vẻ mặt rất dữ tợn, giết. Giết. Vừa dứt lời, gã đã vọt thẳng đến chỗ tả thượng sứ. Tả thượng sứ cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng bay ra. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, Diệp công tử, cậu cẩn thận. Nói rồi, nàng ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng vọt về phía khôi thần, mà những cường giả tiên bảo các thì nhanh chóng lui lại bảo vệ xung quanh Diệp Huyên, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ cũng đã bị cường giả yêu thần giới nhấn chìm. Diệp Huyên đứng tại chỗ chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà kiếm thanh huyên trong tay hắn đã sớm không còn thấy đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong tích tắc khi hắn mở mắt đó, vô số cường giả yêu thần giới lập tức biến sắc, tiếp đó, cảnh tượng quái dị liền xảy ra, chỉ thấy từng cái đầu của cường giả yêu thần giới lần lượt bị chém phăng ra ngoài. Nhất kiếm trảm tương lai. Không phải là kiếm hiện tại của hắn, mà lúc trước khi mọi người nói chuyện hắn đã ra kiếm rồi. Nhưng hắn không dùng kiếm thanh huyên, bởi vì dùng kiếm thanh huyên thì Vân Xuyên sẽ phát hiện. Nhưng cho dù không dùng kiếm thanh huyên thì nhất kiếm trảm tương lai của hắn cũng không phải là thứ cường giả yêu tộc bình thường có thể chống lại. Trong chớp mắt đã có mười mấy cường giả yêu thần giới ngã xuống, trong này còn có một ít là yêu thú tầng 5. Cảnh tượng quái dị này khiến yêu giả cùng với khôi thần hoàn toàn biến sắc. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, một tia hàn mang đã xuất hiện ngay giữa hàng mày của hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh. Một chiếc khiên kiếm lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Khiên kiếm thanh huyên. Ầm. Khiên kiếm rung lên kịch liệt, Diệp Huyên cùng khiên lập tức bị chấn lùi ra hơn nghìn trượng, hắn vừa dừng lại thì lại có một tia hàn mang khác xuất hiện trước mặt, nhanh như điện bắn. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, khiên kiếm thanh huyên lại lần nữa chắn ở trước mặt hắn. Ầm. Khiên kiếm rung lên dữ dội. Sức mạnh to lớn ấy lại lần nữa đẩy Diệp Huyên lẫn khiên lùi lại liên tục. Mà trong lúc lùi lại này, tia hàn mang ấy vẫn bám sát Diệp Huyên như ruồi bâu hủ mật. Diệp Huyên vô cảm. Ta cứ chặn lại đấy. Thanh Nhi từng nói, trên thế gian này chỉ có bốn người có thể đánh vỡ được kiếm Thanh Huyên, mà ba người trong số đó đều cùng một phe với hắn, Diệp Huyên còn sợ cái lông gì nữa. Hơn nữa thân thể hắn cũng đủ mạnh. Chỉ cần không đánh hắn chết trong một đòn thì Diệp Huyên hắn vĩnh viễn bất tử. Ầm. Diệp Huyên và khiên lại lần nữa cùng bị chấn lùi. Diệp Huyên không ngừng bị áp chế, nhưng tia hàn mang kia cũng không phá được khiên kiếm của hắn. Một lát sau, tia hàn mang kia đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên nhìn phía đối diện, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông đang đứng, trên đỉnh đầu người này có một chiếc sừng, giữa hàng mày có mọc một chiếc vảy. Mà trong tay người đàn ông đang cầm một thanh trường thương. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là một trong hai điện chủ còn lại sao? Lúc này, giọng nói của tiêu chủ quản đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp công tử, người này là yêu nghiệt siêu cấp trong thế hệ trẻ của yêu thần giới, tên là Xích Tu, hiện tại cũng là cường giả tầng 6, Diệp công tử phải cẩn thận. Thế hệ trẻ. Diệp Huyên nhìn Xích Tu kia, hắn ta cũng liếc nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên. Sau đó ánh mắt ánh lên một tia xem thường, nếu không có kiếm này, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu.
Diệp Huyên cười hỏi, ngươi chắc không? Xích Tu nhìn Diệp Huyên, ngươi có dám không dùng kiếm này? Diệp Huyên gật đầu, dám chứ? Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn liền biến mất. Thấy thế, Xích Tu híp hai mắt lại, ngươi cũng là một đấng nam nhi đấy. Nói rồi, hắn ta lập tức định ra tay, nhưng Diệp Huyên đột nhiên nói, đợi đã. Xích Tu khẽ nhíu mày, sao? Ngươi muốn đổi ý? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, chỉ là có một câu hỏi nho nhỏ. Nói xong, hắn nhìn khắp bốn phía rồi hỏi, giáo chủ của các ngươi đâu? Giáo chủ. Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm đề phòng giáo chủ thần bí kia, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm nhận được đối phương. Tiểu tháp cũng không cảm nhận được. Theo lời của tiểu tháp thì tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là đối phương không ở đây, bởi vậy không cảm nhận được. Thứ hai là do đối phương quá mạnh, chỉ lúc đối phương xuất thủ thì mới cảm nhận được thôi. Diệp Huyên chọn tin vào điều thứ hai, khóe miệng Xích Tu cong lên thành nụ cười mỉa mai, giáo chủ. Ngươi xứng để giáo chủ ra tay sao? Diệp Huyên liếc mắt nhìn Xích Tu, sau đó nói, ngươi trẻ tuổi, làm yêu quái đừng có mà ngông cuồng như vậy, ngươi. Xích Tu đột nhiên biến mất. Ra tay rồi. Có rất nhiều người, thường chết bởi vì nói nhiều. Bởi vậy hắn ta không chọn cách phí nhiều lời, cứ dứt khoát ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhưng mà khi hắn ta vọt đến trước mặt Diệp Huyên, trong mắt hắn ta chợt co lại, lập tức theo bản năng hơ ngang thương chặn trước mặt. Xoẹt. Một tiếng kiếm xé rách không trung vang lên, tiếp đó, một thanh kiếm lập tức xuyên thủng qua hàng mày của Xích Tu. Nhất kiếm chạm tương lai. Thân thể Xích Tu cứng đờ tại chỗ, hắn ta nhìn Diệp Huyên. Có chút mờ mịt, không? Không phải ngươi nói là không dùng kiếm này sao? Diệp Huyên nhìn Xích Tu, có chút bất đắc dĩ, huynh đệ à, người nghĩ chúng ta đang nói chuyện gia đình hả? Chúng ta đang quyết sinh tử đấy, kiếp sau đi đánh nhau thì nhớ mang theo não. Não là vật quan trọng lắm, đừng có làm mất. Xích Tu nghe xong, giữa lồng ngực nghẹn một nỗi không thể phun ra, thế là chết. Nhất kiếm chạm tương lai. Diệp Huyên phát hiện đã đánh giá thấp nhất kiếm chạm tương lai của mình. Vừa nãy Xích Tu đã cảm nhận được chạm tương lai của hắn, nhưng đối phương không ngăn cản được. Đương nhiên sở dĩ đối phương có thể dự đoán được là vì kiếm của hắn chỉ chậm hơn chưa tới một khắc. Hắn có thể chậm hơn, cũng có thể nhanh hơn. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, giây tiếp theo kiếm Thanh Huyên biến mất. Khi kiếm Thanh Huyên biến mất, sắc mặt Vân Xuyên ở phía xa đột nhiên thay đổi, cẩn thận, hắn xuất kiếm rồi. Xuất kiếm rồi. Nghe thấy câu này, cường giả yêu tộc có mặt đều biến sắc. Bọn họ đã được chứng kiến uy lực từ nhất kiếm chạm tương lai quỷ dị của Diệp Huyên lúc trước, vì vậy khi Vân Xuyên vừa dứt lời, nét mặt đám cường giả yêu tộc đều thay đổi rõ rệt, ai nấy đều sợ hãi, sợ rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Diệp Huyên. Trên mặt Diệp Huyên mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn không xuất nhát kiếm đó, chỉ đùa thôi. Hắn càng không xuất, cường giả yêu tộc càng sợ, tinh thần căng thẳng, không dám thả lỏng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện trong tinh không càng lúc càng có nhiều cường giả của Tiêu Bảo Các, nhưng hầu hết đều bị cường giả của yêu giáo ngăn ở bên ngoài. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, hắn nợ Tiêu Bảo Các một món nợ ân huệ lớn rồi đây. Không biết các chủ của Tiêu Bảo Các có phải là nữ không? Nếu là nữ thì hắn hoàn toàn có thể lấy thân báo đáp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt Diệp Huyên chợt đỏ lên, hình như hắn hơi vô liêm sỉ. Lúc này, yêu dạ đang giao đấu với tả thượng sứ ở nơi xa dường như cảm nhận được điều gì, con người đột nhiên co lại, hai cánh tay giơ lên chắn trước mặt. Bùm! Một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung. Yêu dạ bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng, gã vừa dừng lại, hai cánh tay đã nứt ra như mạng nhện. Vô số máu tươi tràn ra. Yêu dạ nhìn Diệp Huyên phía dưới, trong mắt nhiều thêm vẻ dè chừng, đương nhiên đa phần là tức giận, ngươi dám đánh lén ta. Diệp Huyên nhìn yêu dạ, lòng thầm nói thật đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp thân thể của yêu dạ này. Nhát kiếm vừa nãy không thể chém đứt cánh tay đối phương, nếu không, một khi nhát kiếm ấy vào trong cơ thể đối phương thì hắn có thể trực tiếp khóa chặt thần hồn của gã lại. Tiếc thật. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, sau đó khẽ phất, kiếm Thanh Huyên lại biến mất. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả yêu tộc có mặt ở đây lại một lần nữa biến sắc.
Bởi vì bọn họ không biết nhát kiếm lần này của Diệp Huyên sẽ nhằm vào ai, cái chết chưa xác định mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Diệp Huyên nhìn đám cường giả yêu tộc đang có mặt ở đây, cười bảo các ngươi đừng dừng lại, tiếp tục đánh đi, kiếm của ta phải bay một lúc. Đám yêu thú. Yêu dạ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì hắn ta chợt ngẩng đầu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đám cường giả đông đúc. Thấy vậy, khóe miệng yêu dạ nhếch lên nụ cười, hắn ta nhìn Diệp Huyên, yêu của chúng ta đến rồi. Từng luồng khí mạnh mẽ xuất hiện trên tinh không vô tận. 10 đại yêu vương đã dẫn cường giả đến. Mà lần này, 10 đại yêu vương dẫn theo mấy nghìn cường giả siêu cấp của yêu giáo, trong đó cường giả cảnh giới thấp nhất đã là tầng 3. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thượng tiên sứ và tả thượng sứ đều trầm xuống. Như nghĩ tới điều gì, thượng tiên sứ quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, mở đường máu chạy đi. Chạy đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, cùng nhau đi. Thượng tiên sứ đắn đo giây lát, được. Diệp Huyên chợt chỉ vào yêu dạ và kiếm Thanh Huyên, giúp ta ngăn hai yêu này lại. Thượng tiên sứ nhìn hắn, được. Nói xong nàng ta và tả thượng sứ cùng biến mất tại chỗ. Thấy vậy, yêu dạ biến sắc, cẩn thận kiếm tu kia. Cẩn thận kiếm tu. Các cường giả yêu tộc đều nhìn Diệp Huyên, trong mắt toàn là vẻ cảnh giác, không cần nhắc, bọn họ cũng sẽ cẩn thận. Kiếm của Diệp Huyên quá khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên biến mất lúc trước đã trở lại trong tay hắn. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Yên lặng một lát, Diệp Huyên mở mắt, một kiếm chém ra, nhát kiếm này chém ra, kiếm quang như thác nước. Sắc mặt nhóm yêu thú đều thay đổi đáng kể, sau đó tất cả đồng loạt rút lui. Trảm tuổi thọ. Hắn không nhằm vào một yêu thú, mà là cả yêu thần thành. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, thời gian lưu thể chi lực bí ẩn nhanh chóng lan ra xung quanh, một vài cường giả yêu tộc gần hắn đã hóa thành cát bụi, còn yêu thần thành thì cũng nhanh chóng biến thành tro tàn với tốc độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, trong lòng đám cường giả yêu tộc đều kinh hãi, chạy tán loạn như điên. Công kích không phân biệt. Yêu dạ và khôi thần đều sững sờ. Đây là chiêu gì thế này? Lúc này, hai người cũng biến sắc, bởi vì lực lượng ấy đã lan tới trước mặt họ, trong lòng cả hai đều chấn động, đồng loạt rút lui. Hai người lưỡng lự một lúc rồi bay lên trời, mà khi hai người chuẩn bị rời khỏi yêu thần thành thì một tàn ảnh chợt từ trên trời bay xuống. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên, thượng tiên sứ và tả thượng sứ rơi từ trên không xuống, hai người vừa đáp đất thì mặt đất đã xuất hiện một vực sâu cực lớn. Diệp Huyên quay đầu lại, cách đó không xa có một người đàn ông áo bào đen đang đứng, trên đầu ông ta có hai chiếc sừng. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, tay phải chợt đè xuống. Bùm! Y vừa đè xuống, không gian mấy trăm vạn dặm lấy ông ta làm trung tâm đều đóng băng, lực lượng nghịch thời gian của Diệp Huyên cũng bị đóng băng. Xung quanh trở lại bình thường. Những cường giả yêu tộc đang chạy trốn đằng xa chợt thở phào nhẹ nhõm, lần lượt dừng lại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo bào đen trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, hắn ung dung cất kiếm Thanh Huyên đi. Lúc này, thượng tiên sứ và tả thượng sứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt cả hai đều cực kỳ nặng nề. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, người này tên là Vô Si, điện chủ của Man Yêu Điện. Lại một điện chủ nữa. Diệp Huyên hỏi, người này mạnh nhất trong điện chủ bốn điện à? Thượng tiên sứ lắc đầu, không. Mạnh nhất là thần hoàng của thần yêu điện, không biết đối phương có ở yêu thần giới không? Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta biết rồi. Ở phía xa, Vô Si nhìn Diệp Huyên rồi cất tiếng nói, thời gian lưu thể chi lực trong thời không bạch chú. Không ngờ ngươi lại có thể vận dụng được lực lượng đó đến mức này, thật đáng kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn bốn phía rồi hỏi, lực lượng của ông là gì mà có thể đóng băng được thời gian lưu thể chi lực của ta vậy? Hắn có thể cảm nhận được thật ra thời gian lưu thể chi lực của hắn vẫn còn, chưa bị phá hủy mà chỉ bị đóng băng, không thể sử dụng mà thôi. Vô Si nói, một loại lực lượng đặc biệt. Nói xong ông ta lại nhìn thượng tiên sứ, ta khá tò mò đấy thượng tiên sứ, theo như ta biết cô là một người sáng suốt, vì một nhân loại mà cô lựa chọn dẫn cả Tiêu Bảo Các chống lại yêu giáo của ta, có thực sự đáng không?
có đáng không? Thượng tiên sứ mỉm cười, không có gì đáng hay không đáng cả, chúng ta đã quyết định thì đương nhiên sẽ đi đến cùng. Vô Si gật đầu, yêu giáo của ta vốn không có ý định trở thành kẻ thù của Tiêu Bảo Các, nhưng nếu đã là lựa chọn của các cô thì yêu giáo chúng ta cũng không nói thêm gì nữa. Nói rồi ông ta ngẩng đầu nhìn 10 đại yêu vương trên tinh không, giết. Giết. Nghe lời này của Vô Si, 10 đại yêu vương chợt quay người dẫn theo đám cường giả yêu giáo lao về phía cường giả của Tiêu Bảo Các. Áp đảo toàn diện. Mặc dù cường giả của Tiêu Bảo Các không ít, hơn nữa còn rất mạnh, nhưng đây là địa bàn của yêu giáo, lại thêm cường giả của Tiêu Bảo Các lục tục tới nên cường giả của Tiêu Bảo Các hoàn toàn không địch lại được cường giả của yêu giáo. Bên dưới, Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ thấy thế thì sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Cứ tiếp tục thế này sẽ vô cùng bất lợi cho Tiêu Bảo Các. Lúc này, Vô Si nhìn Diệp Huyên, người trẻ tuổi, ta không quan tâm sau lưng ngươi có ai hay thế lực nào, ta chỉ biết ngươi giết yêu của yêu giáo ta thì ngươi sẽ phải trả cái giá đắt nhất đời này của ngươi cho hành động ấy. Dứt lời, bốn đại yêu thần bí chợt xuất hiện sau lưng ông ta. Vô Si nhìn Diệp Huyên. Sau đó ông ta chợt tung người bay lên, Diệp Huyên ở nơi xa híp mắt, kiếm Thanh Huyên bay lên hóa thành khiên kiếm chắn trước người hắn. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên và khiên kiếm cùng bị đẩy lùi mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, Vô Si đã lại xuất hiện trước mặt hắn, ông ta lại tung một quyền vào khiên kiếm của hắn. Ầm! Khiên kiếm rung lên dữ dội, Diệp Huyên và khiên kiếm lại bị đẩy lùi ra xa. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Vô Si lại định ra tay tiếp, nhưng lúc này Diệp Huyên lại lên tiếng, khoan đã. Vô Si nhíu mày, làm gì? Diệp Huyên nói, để ta đánh trả một chiêu. Vừa nói hắn vừa mở lòng bàn tay, khiên kiếm hóa thành kiếm bay về trong tay hắn, kế tiếp hắn tập trung thế và lực lượng từ chư thiên vạn giới, không chỉ vậy, còn có cả huyết mạch chi lực của hắn. Hắn biết đối mặt với vị điện chủ này, hắn phải dốc hết toàn lực. Diệp Huyên tiến lên một bước. Ngón cái khẽ gõ nhẹ, kiếm Thanh Huyên trong bay tức khắc bay ra. Kiếm vừa bay ra, lực lượng mạnh mẽ như tinh hà đổ xuống, thoáng chốc khiến cả yêu thần giới phải nứt lìa. Vô số người và yêu thú đều bị sốc, tất cả đều nhìn lên bầu trời yêu thần thành. Xa xa, Vô Si híp mắt lại, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, ông ta bước lên một bước, tay phải giơ lên chặn ngang trước người, ngự thủ thiên địa. Bùm! Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể ông ta, cuối cùng tập trung trên cánh tay. Đoàng! Một vùng kiếm quang bắn ra, cánh tay Vô Si nứt toác, đồng thời bản thân ông ta cũng lùi lại mấy vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại, thời không nơi ông ta vừa đứng đã bị hủy diệt, trở nên đen kịt. Vô Si chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể đã hoàn toàn rạn nứt, nhưng lại hồi phục rất nhanh, một lát sau ông ta nhìn Diệp Huyên, rất mạnh. Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, cười nhẹ, như nhau thôi. Vô Si nhìn hắn, Tiêu Bảo Các không bảo vệ được ngươi đâu. Hôm nay, thế giới này sẽ là nơi chôn cất ngươi và tất cả người của Tiêu Bảo Các. Nói xong ông ta định xuất chiêu, đúng lúc này, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang vọng khắp bầu trời từ phương xa, ai dám đả thương thiếu chủ của Huyên giới ta? Con mẹ nó, ai dám? Thiếu chủ Huyên giới. Mọi người ở đây ngơ ngác. Ai là thiếu chủ Huyên giới? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại nơi xa xa phía chân trời, hai ông lão vội vàng chạy tới. Người đến chính là Huyền Âm và Huyền Ngộ từng đến thiên gia chu tộc tìm Diệp Huyên. Vô Si ở phía dưới nhìn thấy hai người kia thì nhăn mày, đây lại là ai? Huyền Âm và Huyền Ngộ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, hai người do dự một lát. Sau đó Huyền Âm rất cẩn trọng hỏi, công tử, cậu chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, hai vị là. Huyền Âm ngập ngừng, sau đó nói, công tử, có không xem huyết mạch của cậu một chút được không? Diệp Huyên nhíu mày, các ngươi là. Huyền Âm vội vàng nói, hai chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận thân phận của cậu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể. Nhưng mà, hai người lại ngây người. Huyền Âm nhíu mày, không phải sao? Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo chút nghi vấn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta còn một loại huyết mạch khác.
Nói xong, hắn thúc giục huyết mạch bất tử. Hai người nhìn thấy sức mạnh của huyết mạch bất tử, sắc mặt thay đổi, tiếp đó là mừng như điên, sau đó hai người hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó nói, các ngươi là người của mẫu thân. Huyền Âm vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mẫu thân có khỏe không? Huyền Âm gật đầu, chủ mẫu rất tốt, chỉ là rất nhớ thiếu chủ. Nhưng kiếm chủ không cho bà tới tìm cậu, nói là để thiếu chủ tự mình trưởng thành. Lần này, chủ mẫu thật sự không nhịn nổi, bởi vậy, phái chúng ta đi tìm thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, các ngươi biết cha ta. Huyền Âm gật đầu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy sao các ngươi lại không biết huyết mạch của ta? Huyết mạch. Huyền Âm cười khổ, chúng ta chưa từng gặp qua loại huyết mạch như của thiếu chủ. Diệp Huyên còn muốn hỏi, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, với thực lực hiện tại của chủ nhân, cơ bản không thể kích hoạt huyết mạch phong ma, bởi vậy, ngoại trừ một vài người lớn tuổi lúc trước, những người còn lại cơ bản không thể biết huyết mạch phong ma của y. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Lúc này, xa xa Vô Si đột nhiên nói, tán gẫu xong chưa? Huyền Âm xoay người nhìn về phía Vô Si, chính là ngươi muốn tiêu diệt thiếu chủ của huyên giới ta. Vô Si híp mắt lại, thiếu chủ huyên giới. Huyền Âm cười nhạo một tiếng, thế nào, chưa nghe nói qua huyên giới. Vô Si gật đầu, quả thật chưa từng nghe nói về huyên giới. Như thế nào, huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Âm cười ha ha, tiếng cười không kiêng nể gì. Lúc này, Diệp Huyên kéo tay áo của Huyền Ngộ ở bên cạnh, tiền bối, huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Ngộ cười khổ, thiếu chủ, cậu gọi ta Huyền Ngộ là được rồi, hai chữ tiền bối, ta thật sự không dám nhận. Diệp Huyên cười nói, trả lời câu hỏi của ta trước đã. Huyền Ngộ do dự một lát, sau đó nói khiêm tốn một chút, lợi hại hơn yêu giáo. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không khiêm tốn thì sao? Huyền Ngộ cười ngạo nghễ, yêu giáo là cái thá gì? Diệp Huyên, Huyền Ngộ cũng không che giấu câu nói kia của mình, bởi vậy, lời của ông ta trực tiếp truyền khắp quanh đây. Khi nghe thấy lời của Huyền Ngộ, sắc mặt đám yêu thú ở đây lập tức trở nên khó coi. Yêu giáo là cái thứ gì? Đây không còn là đang coi thường yêu giáo nữa rồi. Đây là đang nhục mạ yêu giáo. Một bên, Vô Si đột nhiên lắc đầu cười, lợi hại. Cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người nào dám nói yêu giáo ta là cái thá gì. Huyên giới à, ta phải xem huyên giới ngươi có bao nhiêu lợi hại, các ngươi nhất định đừng làm cho yêu giáo ta thất vọng. Huyền Âm cười nói, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Vô Si nhìn chằm chằm Huyền Âm, hai vị ngông cuồng như thế, có lẽ thực lực khẳng định không tồi, nào, để ta mở mang tầm mắt một chút. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp đánh một quyền về phía Huyền Âm đứng đầu. Một quyền này đánh ra, trời đất chấn động. Lực lượng thân thể của yêu thú vốn cường, hơn nữa Vô Si cũng không phải yêu thú bình thường, bởi vậy, dưới một quyền toàn lực của ông ta, đủ để làm chấn động tiêu diệt trời đất này. Trong mắt Huyền Âm lộ ra tà khí, ông ta tiến lên trước một bước, chỉ tay một cái, Ngân Hà mất đi. Ngân Hà mất đi. Cái chỉ tay này khiến cảnh tượng nơi đây trở nên huyền ảo, trong phút chốc, Huyền Âm và Vô Si kia đều đặt mình vào trong một tinh không vô tận, cùng lúc đó, phiến tinh không vô tận này lại giống như nổ tung, bắt đầu mai một từng tấc một. Ngân Hà mất đi. Đối mặt với một quyền này của Vô Si, Huyền Âm lựa chọn cứng rắn đối đầu. Một quyền một chỉ tay vừa tiếp xúc, lập tức long trời lở đất. Ầm vang. Hai người đồng thời bị lùi mạnh về sau, trong quá trình lùi lại, lực va chạm mạnh mẽ khiến cho vô số thời không bị phá tan và mai một, mà xung quanh, lũ cường giả yêu tộc cũng là liên tục lùi về sau, tránh né uy lực còn lại của lực lượng do hai người phát ra. Một bên, Diệp Huyên thầm khiếp sợ. Không thể không nói, Huyền Âm và Vô Si thật sự rất mạnh. Hắn cũng không biết hai người rốt cuộc có phải cường giả trên tầng 6 không, dù sao, hai người đều rất khủng bố. Đương nhiên, giờ phút này hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có hưng phấn. Máu trong người hắn đều đang sục sôi. Chiến! Hắn rất muốn chiến đấu. Diệp Huyên nhìn về phía Khôi Thần ở một bên, tay trái hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay,
mà Khôi Thần cũng cảm nhận thấy chiến ý của Diệp Huyên, lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, híp mắt lại, tay phải từ từ nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngộ chắn trước mặt Diệp Huyên, thiếu chủ, bọn họ đâu cần đến người ra tay. Để thuộc hạ. Nói xong, ông ta lao thẳng đến chỗ Khôi Thần. Diệp Huyên không nói gì. Vô cùng cạn lời. Hắn thật sự rất muốn chiến đấu. Hắn thật sự không muốn dựa vào cha dựa vào muội muội. Không đúng, bây giờ còn thêm cả mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Huyên càng thêm cạn lời. Hình như bản thân đã đi càng ngày càng xa trên con đường làm vua dựa dẫm này. Một bên, Tả Thượng Sứ đi đến bên cạnh Thượng Tiên Sứ, nhẹ giọng hỏi, người có biết huyên giới không? Thượng Tiên Sứ chần chừ một lát, lắc đầu, ta không biết. Tả Thượng Sứ nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không biết. Tuy rằng thực lực của hai bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là, ông ta cơ bản không quản lý sự vụ, rất nhiều chuyện bên ngoài, đều là Thượng Tiên Sứ lo liệu. Bởi vậy, Thượng Tiên Sứ có thể nói là hiểu biết sâu rộng, mà ông ta thật không ngờ, ngay cả Thượng Tiên Sứ cũng không biết về huyên giới này. Thượng Tiên Sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, rất thần bí. Nói xong, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Thượng Sứ, khi nào Nam Sứ đến. Tả Thượng Sứ trầm giọng nói, nhiều nhất là một khắc. Một khắc. Trong mắt Thượng Tiên Sứ lộ ra chút lo lắng, hy vọng tới kịp. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn tinh không, giờ phút này, các cường giả của Tiên Bảo Các đã bị tổn thất rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, những cường giả Tiên Bảo Các đuổi tới này có thể sẽ bị diệt toàn quân. Hơn nữa, nàng ta phát hiện, càng ngày càng nhiều cường giả yêu giáo chạy về yêu giáo giới. Tổng các của Tiên Bảo Các cách nơi đây quá xa, mà những cường giả đỉnh cấp thật sự của Tiên Bảo Các lại đều ở Tổng các. Bởi vậy, lần này Tiên Bảo Các không suy nghĩ kỹ càng đã lựa chọn khai chiến với yêu giáo, vốn đã ở vào thế bất lợi. Nhưng không có cách nào. Nàng ta cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược, nàng ta không có đường lui, Tiên Bảo Các cũng không có đường lui. Nếu là không chọn bảo vệ Diệp Huyên, về sau còn ai tin sự đãi ngộ khách quý của Tiên Bảo Các? Dường như nghĩ đến cái gì, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nhìn Diệp Huyên đứng ở xa xa, nàng ta phát hiện. Diệp Huyên từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh. Còn có huyên giới này, rốt cuộc là một thế lực như thế nào? Thượng Tiên Sứ thở dài trong lòng. Bây giờ nàng ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mười mấy tàn ảnh chợt xông ra từ trong thời không bị nứt ra đó. Thượng Tiên Sứ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trầm xuống. Lại là cường giả của yêu giáo. Hơn nữa, trong đó có ba đại yêu còn là cường giả tầng 6. Còn lại toàn bộ đều là tầng 5. Sau khi mười mấy tàn ảnh kia xông ra, liền lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa. Diệp Huyên trông rất bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại, kiếm thanh huyên trong tay trái khẽ rung động. Khi mười mấy tàn ảnh đến trước mặt Diệp Huyên, hắn đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, hắn rút mạnh kiếm lia nhanh một đường. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Nhất kiếm chảm mệnh. Một kiếm chém ra, tất cả hóa thành hạt bụi trong chớp mắt. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 đứng đầu yêu giáo lập tức thay đổi rõ rệt, đều lùi mạnh về sau, nhưng phản ứng của những cường giả tầng 5 phía sau bọn họ lại không nhanh như vậy. Vừa mới lùi, lập tức bị sức mạnh của thời gian lưu thể ảnh hưởng đến, sau đó chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một kiếm chém giết chết hơn 10 vị cường giả tầng 5. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo chạy thoát kia trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ba người nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn quái vật vậy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên lập tức biến mất, lúc này, xa xa Khôi Thần đột nhiên nói, cẩn thận, một kiếm kia của hắn là chém tương lai, các ngươi phải luôn cảnh giác, không được lơ là. Chém tương lai. Ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo nghe thấy lời Khôi Thần nói, lập tức lùi về gần nhau. Sau đó thi triển ra vô số kết giới mạnh mẽ trấn thủ khu vực thời không nơi bọn họ đang đứng. Mà Diệp Huyên lại mỉm cười, không làm gì cả. Đúng lúc này, xa xa Khôi Thần đang giao chiến với Huyên Ngộ, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta giơ tay phải lên chắn. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, tiếp theo, Khôi Thần bị đánh lùi mạnh đến mấy ngàn trượng. Một kiếm này chính là nhắm vào ông ta. Diệp Huyên đang định xuất kiếm một lần nữa,
Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một quyền ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một khiên kiếm chắn trên đỉnh đầu. Ầm. Quyền ấn kia vừa đánh lên khiên kiếm run lên kịch liệt, sau đó Diệp Huyên cả người lẫn khiên đều bị rơi xuống phía dưới. Ầm. Trong phút chốc mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái vực thẳm sâu không thấy đáy. Một người đàn ông rơi từ từ trong không trung, người đàn ông mặc một chiếc áo bào bằng vải đay đơn giản, hai tay chắp sau lưng, mỗi một bước đều khiến trời đất này này rung động, không chỉ như thế, hơi thở của ông ta mạnh đến mức khiến cả trời đất đều trở nên hư ảo. Khoảng trời đất này căn bản không chịu nổi lực lượng của ông ta. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì người đến chính là thần Hoang, điện chủ của Hoang Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện của yêu giáo. Hoang Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện, mà thần Hoang này còn là người đứng đầu trong các điện chủ tứ đại điện, trong cả yêu giáo, địa vị của ông ta chỉ dưới vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Thần Hoang nhìn thoáng qua độ sâu của vực thẳm, vẻ mặt bình tĩnh, thiếu chủ Huyên giới. Rất lợi hại sao? Giọng nói bình lặng như nước, nhưng lộ ra một sự khinh thường từ trong xương cốt. Thần Hoang. Đây tuyệt đối là một truyền kỳ của yêu giáo, từ lúc rất trẻ đã vô địch toàn bộ yêu giáo. Đương nhiên, phải trừ bỏ vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Tại yêu giáo có một kỷ lục, đến bây giờ vẫn không ai có thể phá. Đó là thần Hoang năm đó mệnh huyền cảnh chém giết một vị cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Mệnh huyền cảnh chém giết tầng 5. Đây là nghịch thiên đến mức nào? Về phần thần Hoang hiện tại thì lại càng thâm sâu khó lường, hơn nữa, đã rất lâu rồi không có yêu nhìn thấy ông ta ra tay. Có thể nói, ở yêu giáo, thần Hoang tồn tại giống như một vị thần. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy thần Hoang, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc và khó coi. Bọn họ kiêng dè thần Hoang, nhưng cũng không sợ thần Hoang. Bởi vì Nam Sứ đang trên đường đến đây rồi, mà hiện tại, thần Hoang đã xuất hiện trước Nam Sứ một bước. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, mọi người nhìn xuống vực sâu vô tận ở phía dưới. Diệp Huyên đâu? Không phải là chết rồi chứ? Thần Hoang nhìn thoáng qua vực sâu vô tận kia, ngay sau đó, ông ta nhăn mày lại, trong nháy mắt, ông ta giơ ngang cánh tay lên chắn. Một thanh kiếm chém tới. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, cánh tay thần Hoang run lên kịch liệt, tiếp đó nứt ra, đồng thời bị lùi xa hàng chục trượng. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, trong phút chốc, thế và lực của chư thiên vạn giới hội tụ trong hắn, tiếp theo, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát. Sát na sinh tử. Một kiếm này là hắn đã dốc hết toàn lực. Một kiếm chém xuống, kiếm quang như thác, cả trời đất nứt ra. Thần Hoang nheo mắt, nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc nắm chặt kia, một lực lượng thần bí đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan ra cánh tay, ngay sau đó, hắn đấm một quyền ra. Một quyền này đấm ra, một tiếng giống của yêu thú đột nhiên vang vọng trong yêu giáo giới này, vô số yêu thú hoảng hốt trong lòng, nằm úp sấp trên mặt đất, lạnh run. Huyết mạch uy áp. Một quyền một kiếm mới vừa tiếp xúc. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị lùi mạnh về sau. Cái lùi này lại lùi vào trong vực thẳm thời không vô tận kia. Mà thần Hoang kia cũng bị lùi xa hàng nghìn trượng, không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã hoàn toàn nứt rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Thân thể cường hãn. Xa xa trong vực thẳm thời không vô tận kia, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Toàn bộ lực lượng của một quyền vừa rồi của thần Hoang đã bị hắn đỡ được. Nghịch thuận chi thể, mặc dù hắn không phải yêu thú. Nhưng là loại thể chất độc đáo do hắn tự tạo ra này lại không hề yếu hơn yêu thú chút nào. Đương nhiên, ở phương diện lực lượng hắn vẫn không bằng thần Hoang, dù sao yêu thú có lợi thế được trời ưu ái ở phương diện lực lượng. Nhìn thấy Diệp Huyên không sao, sắc mặt của Vô Si và đám yêu thú lập tức trầm xuống. Bọn chúng phát hiện, bọn chúng hình như đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Lúc này, thần Hoang đột nhiên bước lên trước một bước. Thời không trong phạm vi hơn 10.000 dặm lập tức dập dờn như sóng nước, tiếp theo, ông ta từ từ nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc ông ta nắm tay, một hơi thở khủng bố đột nhiên lan tràn khắp yêu thần giới. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại.
Tĩnh tâm. Ngưng thần. Kiếm Thanh Huyền trong tay trái Diệp Huyền bỗng nhiên rung động. Lúc này, thần hoang chợt đánh một quyền ra. Ầm. Một quyền ấn màu vàng đột nhiên thổi quét ra, trong nháy mắt, cả phía chân trời lập tức bốc cháy. Một bên, Huyền Âm đột nhiên hoảng hốt, thiếu chủ, cậu cẩn thận. Diệp Huyền trợn mắt. Mẹ nó. Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn chống đỡ thay ta. Lại nói, Huyền Âm và Huyền Ngộ này có phải là cho rằng hắn rất lợi hại không? Hiện tại hai người đều đang không chiến đấu, nhưng không ai đến hỗ trợ, mà lựa chọn ở một bên nhìn hắn và thần hoang đánh nhau. Mở miệng nhờ giúp đỡ. Khuôn mặt già nua này thật sự có chút không chịu được. Tự mình đỡ. Diệp Huyền bước lên trước một bước, một kiếm chém ra. Nhất kiếm chảm mệnh. Một kiếm này chém trực tiếp lên quyền ấn kia. Ầm. Quyền ấn rung lên dữ dội, sau đó nhanh chóng mai một, nhưng lực lượng của một quyền này lại khiến hắn bị lùi xa hàng vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều tê dại. Cánh tay này giống như không phải của hắn vậy. Lúc này, thần hoang đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, đồng tử mắt Diệp Huyền chợt co rụt lại, giờ phút này, hắn cảm giác như có hàng chục ngọn núi lớn đè ép về phía hắn. Diệp Huyền vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyền hóa thành khiên chắn trước mặt. Ầm. Khiên Thanh Huyền rung lên kịch liệt, một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua khiên Thanh Huyền đánh lên người Diệp Huyền. Bịch. Cả người và khiên bị đánh lùi mười mấy vạn trượng, hắn mới vừa dừng lại, một tàn ảnh lại vút tới. Ầm. Diệp Huyền bị lùi lại, mà khoảng thời không chỗ lúc trước hắn đứng đã bị sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyền còn chưa dừng lại, thần hoang kia lại vút tới, tiếp đó lại là một quyền này càng thêm hung dữ bá đạo. Lúc này, xa xa Huyền Âm lại vội vàng nói, thiếu chủ, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyền suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đại ca, ngươi đừng mỗi kêu cẩn thận không, ngươi thật sự ra giúp đỡ đi, các ngươi là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ta à? Không sao, lão tử không biết xấu hổ. Các ngươi giúp đi. Nhưng mà, không ai giúp. Đều đang nhìn hắn cứng rắn đối đầu với thần hoang. Lúc này, quyền của thần hoang đánh tới. Một quyền này mang cho hắn cảm giác giống như nổ tung trời đất vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Huyền nhẹ nâng ngón tay cái, kiếm Thanh Huyền ở trong vỏ đột nhiên bay ra. Nhất kiếm chảm mệnh. Hiện tại hắn chỉ có thể thi triển nhất kiếm chảm mệnh, bởi vì lực lượng của sát na sinh tử không bằng thần hoang. Cho dù cộng thêm cả thế của chư thiên vạn giới và lực của chư thiên vạn giới cũng không bằng. Một kiếm này của Diệp Huyền chém lên một quyền kia, một mảnh kiếm quang bùng nổ ra. Ầm. Diệp Huyền phun ra một ngụm máu, lập tức bị lùi mạnh về sau. Mà thần hoang kia thì cau mày lại, bởi vì ông ta phát hiện, lực lượng của một quyền vừa rồi của ông ta vậy mà mất rồi. Nhưng mà... lực thời gian lưu thể của Diệp Huyền không đủ để có thể phá hủy cánh tay phải của ông ta. Thân thể của ông ta không phải thân thể bình thường, trừ phi ông ta đứng bất động, bằng không, lực thời gian lưu thể của Diệp Huyền căn bản không thể hủy diệt thân thể hắn. Thần hoang nhìn về phía Diệp Huyền ở xa xa, Diệp Huyền lau máu tươi ở khóe miệng, ngay sau đó, trong mắt hắn ánh lên vẻ dữ tợn, trong nháy mắt, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi. Ầm. Huyết mạch chi lực. Phong ma. Hai mắt Diệp Huyền biến thành màu đỏ máu, mà thời không chỗ hắn đứng biến thành một biển máu. Thần hoang nhìn thấy một màn này, hơi nhíu mày, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền nhìn về phía thần hoang ở xa xa, thầm nói trong lòng, tiểu tháp, vì sao ta sau khi kích hoạt huyết mạch mà vẫn tỉnh táo? Mẹ nó, không thể để ta thật sự điên một lần à? Điên. Hắn biết. Uy lực của huyết mạch chi lực hoàn toàn được quyết định bởi hắn điên bao nhiêu. Càng điên, uy lực càng khủng bố. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Mẹ nó! Huyết mạch này của mình là giả à? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta cảm thấy, có thể huyết mạch của người đã biến dị rồi. Diệp Huyền nhíu mày, biến dị. Tiểu tháp nghiêm túc nói, đúng vậy. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao lại biến dị? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, có thể là người quá không biết xấu hổ.
Cho dù là huyết mạch phong ma cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta có một chủ ý. Tuy rằng người không thực sự điên, nhưng người có thể giả điên, cũng chính là người tự lừa mình điên rồi. Biết đâu có thể. Diệp Huyên. Lúc này, thần hoang đột nhiên nói, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía thần hoang, hắn từ từ nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng ta điên rồi. Nói xong, hắn đột nhiên kêu lên một cách kỳ quái, sau đó bước mạnh lên trước một bước, chém kiếm về phía thần hoang. Thần hoang híp mắt, đánh một quyền ra. Ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bùng nổ, thần hoang thế nhưng bị một kiếm này chém lùi xa cả nghìn trượng, mà ông ta vừa mới dừng lại, nắm đấm hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Các cường giả ở đây nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi. Thần hoang nhìn tay phải bị nứt ra của mình, lông mày khẽ nhíu lại, sâu trong mắt ông ta là một chút ngưng trọng. Xa xa, chính Diệp Huyên cũng ngây người. Wow! Giả điên cũng có thể. Nghĩ vậy, Diệp Huyên trở nên hưng phấn, hắn nhìn về phía thần hoang ở xa xa kia, lại là một tiếng kêu kỳ quái, tiếp theo, hắn hóa thành kiếm quang nổ bắn đi. Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên nói, sau khi theo tiểu chủ, huyết mạch này cũng biến thành hoa hòe hoa sói rồi. Cứ như vậy, huyết mạch dương gia sắp biến chất mất. Một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên cổ quái. Bọn họ phát hiện, Diệp Huyên điên rồi. Đây không phải trọng điểm là sau khi điên, thực lực của Diệp Huyên trở nên vô cùng khủng bố. Đây là cái thao tác gì? Điên cũng có thể biến mạnh. Dựa vào huyết mạch chi lực và kiếm thanh huyên, Diệp Huyên vậy mà có thể đánh ngang sức với thần hoang, không chỉ như thế, còn có xu thế chiếm thượng phong. Điều này khiến cho sắc mặt của những cường giả yêu tộc trở nên vô cùng khó coi. Ở trong lòng bọn họ, thần hoang giống như một vị thần. Thế mà, Diệp Huyên này lại có thể đánh cân sức ngang tài với ông ta. Đúng lúc này, xa xa thần hoang đột nhiên dừng lại, mà Diệp Huyên lại chưa dừng lại, hắn lại lao tới trước mặt thần hoang. Hai mắt thần hoang híp lại, ngay sau đó, thân thể ông ta bắt đầu một trận biến hóa, trong giây lát, ông ta đã khôi phục bản thể. Bản thể của thần hoang có hình dạng như vượn lớn, toàn thân màu đỏ, hai tay giống như cột trụ trời, mang lại người ta cảm giác có thể đập vỡ trời đất. Sau khi khôi phục bản thể, đôi mắt giống như chậu máu của thần hoang hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó đánh một quyền ra. Uy lực của một quyền này mạnh hơn không chỉ 10 lần so với trước. 10 lần. Bản thể của thần hoang có hình dạng như vượn lớn, toàn thân màu đỏ, hai tay giống như cột trụ trời, mang lại người ta cảm giác có thể đập vỡ trời đất. Sau khi khôi phục bản thể, đôi mắt giống như chậu máu của thần hoang hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó đánh một quyền ra. Uy lực của một quyền này mạnh hơn không chỉ 10 lần so với trước. 10 lần. Đây là cái khái niệm gì? Một quyền đánh ra, kiếm quang màu máu trước mặt ông ta lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, cả người và khiên của Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài, cái bay này đâm vỡ hàng vạn thời không thần bí, mà khi hắn dừng lại, thân thể hắn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, trên thân kiếm thanh huyên còn xoát hiện vài vết rạn. Huyền Ngộ và Huyền Âm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Huyền Ngộ nhìn Diệp Huyên người đầy máu ở phía xa, run giọng nói, thiếu chủ, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên vốn vẫn có thể bình tĩnh tức thì phun ra một ngụm máu, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cẩn thận! Diệp Huyên thật muốn đâm cho lão già Huyền Âm này một nhát. Ngươi không thấy ta đã thê thảm đến thế này rồi sao? Ngươi đừng có chỉ biết hét kêu cẩn thận nữa. Qua giúp đi chứ! Phải nói lần này bị thương thật sự rất nghiêm trọng. Sau khi thần hoang đó khôi phục lại thân xác đã suýt chút đấm tan thần hồn của ông ta. Sức mạnh quá lớn. Lúc này, thần hoang đã khôi phục lại thân xác đó chuẩn bị ra đòn, Diệp Huyên thấy vậy thì giật mí mắt, ông ta nhìn sang Huyền Âm, ánh mắt Huyền Âm đầy vẻ lo lắng, ông ta nói, thiếu chủ, cậu phải cẩn thận đấy. Diệp Huyên đơ mặt, suýt chết đứng tại chỗ. Lúc này, thần hoang tung ra một quyền. Quyền đó nhằm thẳng về phía Diệp Huyên. Sau khi quyền đó được đánh ra thì trời đất cũng theo đó mà đổ sập.
Trời đất ở đây đã không thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm. Diệp Huyên thấy nắm đấm đang hướng về mình thì ánh mắt liền thoáng vẻ hằm hằm, muốn dốc hết toàn lực liều một phen. Nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô gái cầm cây sáo ngọc, nhẹ nhàng tiến về trước. Quỳnh! Trước sự chứng kiến của vô số người, nắm đấm đó đã bị cây sáo ngọc bé nhỏ chặn lại. Ầm! Thời không xung quanh đổ sập, nhưng cô gái đó và Diệp Huyên thì lại không sao. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy cô gái thì liền thở phào. Nam sứ! Cô gái trước mặt là nam sứ của Tiên Bảo Các, cũng là thủ lĩnh của Tam Đại Sứ. Thần hoang đó nhìn thấy nam sứ thì nheo mắt, nói, sao hả? Tiên Bảo Các của ngươi muốn tuyên chiến với yêu giáo của ta thật sao? Nam sứ không trả lời thần hoang mà quay sang nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái. Cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh rêu, trên váy có vẽ núi sông và lá trúc, mái tóc dài thả phía sau nhưng không hề rối. Khuôn mặt của cô gái không nổi bật lắm nhưng lại rất ưa nhìn, hơn nữa, khuôn mặt còn nở nụ cười nhạt, cho người ta cảm giác cứ như được tắm gió xuân, rất thân thiết. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, cô nương, cô thật xinh đẹp. Mọi người! Nam sứ hơi ngây ra, rồi mỉm cười đáp lại ngay, cảm ơn. Nàng ta nói xong thì xòe bàn tay ra, một viên thuốc từ từ bay về phía Diệp Huyên, viên thuốc này có ích cho ngươi, mau uống đi. Diệp Huyên cũng không nghi ngờ, nhận lấy viên thuốc rồi uống ngay, viên thuốc vừa vào người thì cơ thể Diệp Huyên liền bắt đầu hồi phục với tốc độ vô cùng kinh ngạc, đương nhiên, chuyện đó còn nhờ vào huyết mạch của bản thân hắn nữa. Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, huyết mạch của ngươi đúng là không đơn giản. Diệp Huyên nhìn sang thần hoang đã khôi phục thân xác ở phía xa, nói, cô nương, cô đánh có lại không? Nam sứ lắc đầu. Diệp Huyên chau mày, đánh không lại hả? Nam sứ mỉm cười, đáp, đánh không chết, cơ thể của ông ta rất đặc biệt, nếu không có thần vật thì trong cùng cấp, ông ta là nhân vật không có đối thủ. Diệp Huyên liền đưa kiếm Thanh Huyên ra, nói, cô nương, cô dùng thanh kiếm này đi. Nam sứ liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ thắc mắc, công tử, thanh kiếm này của ngươi thật sự rất đặc biệt, chắc người làm ra nó vô cùng lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, đáp, cũng tạm tạm, người ấy chỉ mạnh hơn ta chút xíu thôi. Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, nói, công tử, mặc dù thanh kiếm này lợi hại nhưng ta lại không dùng kiếm. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không sao cả, thanh kiếm này có thể biến ra bất cứ hình thái nào. Nam sứ chớp mắt, nói, thật không? Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói, cô đẹp như vậy, sao ta nỡ lừa? Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nghe Diệp Huyên nói thì sắc mặt liền trở nên khác lạ. Vẻ mặt của đám yêu thú cũng trở nên kỳ lạ, mẹ nó, tên loài người này có vẻ không tốt lành gì. Nam sứ nghe Diệp Huyên nói thì nở nụ cười rạng rỡ, nói cái miệng này của công tử nói hay thật đấy. Nàng ta vừa nói vừa cầm kiếm Thanh Huyên lên, trong lòng vừa có suy nghĩ là kiếm Thanh Huyên liền biến thành một cây sáo dài. Nam sứ thấy vậy thì ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, sau đó thì chuyển sang sốc. Nam sứ nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười nói, có thể tặng ta thanh kiếm này không? Diệp Huyên mỉm cười đang định gật đầu thì tiểu tháp đột nhiên nói, mẹ kiếp, tiểu chủ, bình tĩnh chút đi nào. Diệp Huyên nghe thấy thì ngây ra, lúc này đầu óc hắn mới tỉnh táo lại, đây là kiếm Thanh Huyên đấy. Hình như không thể tùy tiện tặng người ta đâu. Lúc này nam sứ mỉm cười, nói ta đùa thôi. Nàng ta nói xong thì quay người, đi về phía thần hoang đó. Diệp Huyên hơi xấu hổ, nếu không có tiểu tháp ngăn cản thì hắn suýt chút đã gật đầu rồi. Mình là người nghiêm túc mà sao lại có thể để cái đẹp làm mờ mắt chứ? Không nên. Đột nhiên, tiểu tháp hạ giọng nói, tiểu chủ, ta nghi ngờ nếu lúc nãy nàng ta cầu xin thì chắc người sẽ cho ngay mà không cần do dự. Tiểu hồn bỗng nói, không cần nghi ngờ, tiểu chủ nhất định sẽ làm vậy. Tiểu tháp. Diệp Huyên hơi xấu hổ, hắn cười gượng, nói, sao có thể. Lúc này, ở phía xa, nam sứ đó đã đến trước mặt thần hoang, nàng ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt thần hoang, nói, nghe danh thần hoang điện chủ từ lâu, hôm nay muốn thỉnh giáo vài chiêu. Thần hoang nhìn nam sứ chằm chằm, nói, tới đi.
Ông ta vừa dứt lời thì bỗng nhún người bay lên rồi đánh xuống một đấm. Đấm đó vừa được đánh ra, trời đất liền đổ sập, nguồn sức mạnh cực lớn như núi lửa phun trào, bỗng chốc tràn ra bốn phía, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm trở lại lập tức bị hủy diệt. Tất cả nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đều trở nên nặng trĩu. Diệp Huyên trao chặt mày, hắn nhìn sang nam sứ có thể đỡ được đòn đấy không? Tất cả cao thủ có mặt đều nhìn về phía nam sứ. Trước sự chứng kiến của mọi người, nam sứ bước về trước một bước, giơ cây sáo ngọc trong tay lên miệng, tiếp đó, một khúc nhạc du dương cất lên. Lúc mới nghe, khúc nhạc cứ như nước chảy từ trên núi cao vạn trượng xuống, mạnh mẽ giạt rào khiến người nghe phấn chấn nhưng rất nhanh sau đó, khúc nhạc đã thay đổi, giống như gió xuân chậm chậm thổi qua, khiến người nghe cảm thấy sảng khoái. Lúc lại nhanh, khi thì chậm. Những người ở đó đều mê đắm trong khúc nhạc du dương. Họ đều quên mất nắm đấm kinh thiên của thần hoang. Thần hoang đã dừng tay chưa? Vẫn chưa. Lúc nắm đấm của ông ta chỉ còn cách nam sứ mấy trượng, một luồng sức mạnh thần bí đã hóa giải toàn bộ sức mạnh của nắm đấm vốn vô cùng khủng khiếp lập tức trở nên yếu mềm, không có chút sức mạnh nào. Thần hoang hoảng hồn, vội vã thu tay lại, lùi xa về sau, nhưng khi ông ta vừa mới dừng lại thì nắm đấm của ông ta đột nhiên rách toạc, máu tươi bắn ra. Không chỉ có vậy, cơ thể và linh hồn của ông ta cũng từ từ tách rời nhau. Thân xác và linh hồn tách ra. Trong mắt thần hoang liền co lại, ông ta sợ đến tột độ, tiếp tục lùi về sau, lần này ông ta lùi đến mấy vạn trượng. Tiếp đó, ông ta điên cuồng khống chế luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình nhưng thân xác và linh hồn của hắn vẫn cứ từ từ tách rời nhau. Từ phía xa, nam sứ nhìn vào cây sáo trong tay mình, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.